Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 51. Ngài thực sự có chút tâm ý nào với ta không? Trường Bảo đành xuất cung về Vương phủ lén tìm Trang thị đang chờ, kể lại vụ việc. Trang thị chau mày, trầm ngâm một lát, liếc sắc trời, nói: "Điện hạ đã bận rộn vậy thì thôi, đi mời Vương phi dùng cơm." bữa cơm này là do trang thị từ tay xuống bếp chỉ vài món nhưng nấu nướng rất tinh tế khương hà nguyên giết thời gian trong tiểu giáo trường cả ngày gãy mấy cây côn chẳng những cơn buồn bực giảm mạnh mà cũng rất đói cắm đầu ăn không ít trang thị ở bên cạnh hầu hạ nhìn thấy hớn hở trang thái phi vẫn mong ngóng gặp mặt vương phi thấy thế này đợi bà gặp được vương phi không biết sẽ thích đến trường nào đối với chuyện sắp gặp mẫu phi của thúc thần huy nói thật khương hàm nguyên hơi thấy bỡ ngỡ khổ nỗi không tránh được cô không biết ra mắt sẽ nên ở chung với đối phương thế nào cô nhẹ nhàng cười với trang thị buông bát đũa đứng dậy ta ăn no rồi đã phiền già hao tâm tổn trí ăn ngon quá trang thị đưa cô về phòng đến nơi cũng không dừng bước bên ngoài như xưa nay mà vào theo tự tay rót trà cho cô khương hàm nguyên có mốc cũng đã nhìn ra ắt là bà có việc Già dạ, có chuyện gì muốn nói sao? Trang thị lệnh cho thị nữ ra ngoài hết, đến bên cạnh cô, mỉm cười nói: "Xin Vương phi chớ trách tôi nhiều chuyện, mấy ngày nay Điện hạ luôn nói bận chuyện không về, đêm nay tôi tự ý gọi Trương bảo mời ngài về dùng cơm xong ngài cũng không về. Tôi nghĩ có bận rộn đi chăng nữa, cũng không đến mức thế." Bà nhìn Khương Hàm Nguyên, "Cái đêm thi xuân Vương phi đi phủ công chúa dự tiệc, Điện hạ còn tự mình đi đón Vương phi." "Vương phi có biết" sao tự dưng điện hạ liên tiếp mấy ngày không về không khương hàm nguyên lắc đầu ta không biết trang thị im lặng một lát thấp giọng nói đêm ấy vương phi về nhà say ngủ mất tôi cũng đã đi ngủ điện hạ chợt gọi tôi hỏi mấy món đồ vương phi cất vào kho mấy hôm trước còn đi xem nữa lúc ấy bọn tôi ở bên ngoài điện hạ một mình đứng trong đấy một lúc đến khi ra ngoài bèn bảo còn có việc đi luôn bà nhìn khương hàm nguyên từ nhỏ đến lớn tính tình điện hạ luôn ôn hòa, đây cũng là lần đầu thấy ngài thay đổi thất thường như thế. Nếu ngài có chỗ nào chọc giận Vương phi, mong ngài nể mặt Trang Thái phi, tạm thời tha thứ nhiều hơn. Còn bao nhiêu tuổi hổ, ghi lại từng mục, chờ gặp Thái phi cứ nói hết cho ngài, Thái phi chắc chắn sẽ quản giáo kỹ điện hạ, xả giận cho Vương phi. Mấy lời này của Trang thị trái lại làm Khương Hàm Nguyên hơi cuộn bách, vội nói: "Già Trang hiểu lầm rồi, nào có tuổi hổ gì." Trang thị cười nói, "Vương phi nói vậy thì tôi an tâm, hôm nay Vương phi ra tiểu giáo trường cả ngày chắc cũng đã mệt. Tôi không quấy rầy nữa, Vương phi nghỉ ngơi cho khỏe." Trang thị khom người cáo lui. Ban ngày mất sức đúng là khiến Khương Hàm Nguyên thấy hơi mệt mỏi, vốn định ngủ sớm. Cô nhìn theo bóng Trang thị rời đi, lúc sắp ra cửa, nói, "Ra Trang, mở cửa kho đi." Cô cầm đèn soi một mình đi vào, đến chỗ đặt xương, đi lướt qua mở nắp chiếc cuối cùng trong dương vẫn thế nhưng cô nhìn ra ngay hộp đao kia đã bị đụng qua cô nhìn hộp đao dần dần hiểu ra phần nào thì ra là vậy mấy hôm nay chỉ là mình suy nghĩ lung tung tự dưng y đổi thái độ liên tiếp mấy ngày không về chỉ là vì y phát hiện cô đã để lại thanh đao này sao khương hà nguyên tập trung suy tư một lát trong lòng từ từ trào ra một cảm giác nóng nóng chua chua nhẹ nhẹ dễ chịu cô đóng nắp dương xoay người đi ra. Trang thị còn chờ bên ngoài, thấy cô ra bèn tới đón. Dạ Trang, bà cho người vào cung một chuyến, mời Điện Hạ khi nào thuận tiện thì về một chuyến. Nhắn ta tìm ngài. Nàng dặn dò. Trang thị mừng rỡ ra mặt, lập tức gật đầu. Để tôi gọi Trương Bảo lại đi một chuyến. Lời cô nhanh chóng lại được truyền tới trong các ở Hoàng Cung. Lúc này Thúc Thận Huy vẫn chưa nguôi cơn giận ban đầu thủ đoạn duy nhất y có thể dùng để nén xuống nỗi lòng là tiếp tục xem công văn trên bàn. Nghe tiểu hầu dùng giọng nhấn mạnh nói, vương phi mời y về, cơn buồn bực căng tức đến không thể giải quyết kia cuối cùng dường như cũng xì ra một lỗ, từ từ thoải mái thoát ra. Y muốn tìm đến trước mặt cô hỏi cho ra nhẽ, đêm ấy khi vừa mới ra khỏi nhà kho y đã giấy lên suy nghĩ ấy. Y có thể dễ dàng tha thứ khi cô vì chia liềm mà mơ thấy người khác, song y không thể nào dễ dàng tha thứ khi cô đối xử với thanh đao tín vật như thế. Song y vẫn chưa về ngay, lời mời của cô quá đột ngột, nghĩ đến mấy ngày khó chịu, y còn chưa nghĩ ra y sẽ dùng bộ mặt thế nào để về gặp mặt cô. Y đuổi Trương Bảo ra, đến khi y nghĩ kỹ về nhà, đêm cũng đã quá nửa, đã rất khuya. Cô còn chưa ngủ, đang ngồi một mình trong thư phòng, trong tay chấp bút, nhìn quyền mẫu chữ khác kia của y chuyên tâm viết chữ y yên lặng đứng ở cửa một lúc lâu, chậm rãi bước vào, nhìn thấy trên bàn bày từng trang tập viết, chừng 10, 20 trang, đều là chữ của cô. Cô viết xong chữ cuối cùng, nhẹ nhàng đặt bút, trong lúc chờ khô mực, ngẩng lên nhìn y, khẽ cười nói. Tối nay trong lúc chờ điện hạ, tranh thủ tới đây tập viết chữ, viết một mạch nhiều đến phơi đầy bàn thế này cũng coi như là lần đầu. Điện hạ đến nhìn thử, chữ của ta, có mấy phần tiến bộ. Tóc cô tùy ý búi một búi, mặc áo kẹp màu xanh ngó sen trong nhà vì đã là trong nhà buổi tối chẳng buộc đai lưng tay áo bồng bềnh bay bay nến đêm chiếu dọi khuôn mặt cô thanh thoát mà mềm mại thuốc thận huy ngắm khuôn mặt này mấy phần uất giận còn sót lại trên đường về bỗng tan tành thực ra ban nãy y một mình ở văn lâm các đã suy nghĩ hồi lâu cũng chưa biết sau mấy ngày tức tối trưa về nhà mình sẽ dùng bộ mặt gì để gặp cô bỗng thấy đêm đã rất khuya thế là vội vàng xuất cung quay về chính nơi mấy đêm trước y rời đi cũng vào thời điểm này. Y vô thức nhìn đám bút tích từ tay cô trên bàn. Nét bút của nàng có phong thái nghiêm khắc, nhưng cũng không cần cố ép, cố gắng bắt trước. Chưa dứt lời, y chợt giật mình, tự dưng giọng y lại ân cần như đang trả lời cô. Thật không khỏi hoang đường. Y dừng đoạn, vẻ mặt cứng lại, ngậm miệng không nói tiếp. Khương Hàm Nguyên mỉm cười. Đa tạ Điện Hà khen ngợi chỉ điểm, ta rảnh dỗi sẽ nghiền ngẫm cô đứng dậy bắt đầu dọn dẹp mớ giấy lộn xộn y nhìn cô hơi cúi đầu ánh mắt tập trung vào đống giấy dường như cơn điên lại trào lên mấy phần chậm rãi chia tay đè lại cánh tay đang dọn giấy của cô đặt nó vững vàng lên mặt bàn cô dừng lại ngừng lên nhìn y y nhìn vào mắt cô thản nhiên nói gọi ta về là có việc gì khương hàm nguyên và y nhìn nhau chốc lát đã mấy ngày liền điện hạ không về là giận ta hả à? vì ta để thanh đao kia lại trong kho sao? thì ra là nàng cũng biết thảo nào chủ động mời mình về. thuốc thần huy không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào mắt cô. cô hơi rũ mắt, lia mắt nhìn bàn tay đang đè lên mờ u bàn tay mình của y. sao rồi gọi ta về rồi nàng không có gì để nói à? y không tìm được giọng đã mang mấy phần cười nhạt. cô nghe ra được, lại ngước mắt chăm chú nhìn lại đôi mắt đen nặng nề của y. một lát sau, chợt mở miệng hỏi. Điện hạ, ngài thực sự có chút tâm ý nào với ta không? Hôm đó ta bị xí thu truy đuổi, điện hạ mạo hiểm tự mình leo núi xuống nước, là tấm lòng nặng trách nhiệm của điện hạ, buộc phải tìm con gái Khương tổ vọng, vương phi của ngài về, hay là vì ngài quan tâm Khương hàm nguyên ta? Giọng cô vừa dứt trong thư phòng liền yên tĩnh. Thúc thận huy không nghĩ cô lại hỏi vậy, y giật mình, ngạc nhiên ban đầu qua đi, chấn động ập tới, thấy cô dùng cặp mắt lặng lặng nhìn mình, còn đang chờ đợi câu trả lời mặt đối mặt. Cảm giác quẫn bách này sinh trong lòng y, một nỗi mù mờ tràn tuôn, trong phút chốc như bịt miệng y, đáp không nên lời. Khương Hà Nguyên chăm chú nhìn y một lát, mỉm cười, nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay y. Điện Hạ không cần khó xử, ta cũng chẳng có ý gì khác. Ta hiểu, lần này Điện Hạ tức giận như thế là vì cho rằng ta không đủ tôn trọng Điện Hạ và cuộc hôn sự này. Thúc Thận Huy còn đang mù mịt, bỗng tỉnh táo lại, nghe cô nói tiếp. Ta vốn tưởng rồi một ngày nào đó, ta mới cần cho Điện Hạ một câu trả lời thỏa đáng, nào ngờ mới đó Điện Hạ đã biết. Cô nở nụ cười. Thật ra cũng chẳng có gì khác. Vậy, rốt cuộc ý nàng là sao? Y đè xuống câu hỏi ban nãy vì bị phiền muộn và uể oải đầy một bụng đè xuống mới không đáp được. Cố giữ vẻ lạnh lùng cứng rắn, nhà từng chữ hỏi. Khương Hàm Nguyên đòn ánh mắt ẩn chứa thê uy hiếp của người đối diện, lại mở miệng. Điện hạ, tương lai sau khi xuất quan tác chiến, không biết ta còn quay về được hay không, nếu như ta may mắn có thể trở về, chắc chắn triều đình sẽ có phong thưởng. Đến chừng đó, ta muốn xin điện hạ một phần thưởng, hãy giải trừ ngôi vị vương phi của ta. Với lòng độ lượng rộng rãi của điện hạ, hẳn sẽ không thể nào không nhận lời. Giọng cô bình tĩnh, nói không nhanh không chậm, hiển nhiên, đây cũng là lời chọn vẹn trình chu cô đã cân nhắc từ lâu ánh mắt y khẽ động lông mày cũng nhíu theo cô tiếp tục nói ta cảm kích những lời điện hạ đã nói trong đêm tân hôn ngài sẽ kính trọng ta một đời ý điện hạ là muốn xem chuyện thông gia này là vĩnh cửu nhưng điện hạ ngài hoàn toàn không cần hy sinh vậy vì ta bởi đó cũng không phải thứ ta muốn gạch nối dài gạch nối dài cô dừng đoạn nhìn vào mắt người đối diện nếu cần ta có thể hy sinh tất cả vì điện hạ bao gồm cả tính mạng của ta nhưng tương lai nếu ta vẫn còn sống điện hạ cũng đã đạt được dự tính ban đầu lúc lập ta làm phi thì vợ chồng chúng ta cần gì phải cố gắng tiếp tục ta không có ý định về lại trường an việc này cũng không liên quan đến bất kỳ thứ gì khác mà là suy nghĩ trong lòng ta ta lớn lên ở biên thành khi còn nhỏ đã xem sói là mẹ đến trường đó ta chỉ muốn vĩnh viễn tiếp tục thủ vững nơi biên tái hoặc sẽ đi thành vân lạc còn điện hạ ngày sinh ra đã thuộc về hoàng thành ngài và nó máu chảy làm một. Ta và điện hạ vốn chỉ nên là người qua đường. cây bảo đao kia theo ý của ngài là sính vật hôn nhân, còn trong mắt ta không phải thế, là viên đá dò đường điện hạ ném để thăm dò lòng trung thành của khương gia ta. đại sự hiện nay điện hạ và ta đã tin tưởng lẫn nhau. hôm đó hiền vương đã từng đề cập thanh đao này là vật điện hạ yêu mến do thánh võ hoàng đế tặng bầu bạn điện hạ nhiều năm, quý giá vậy cũng là kỷ niệm đặc biệt của ngài nên chuyến này xuất kinh ta không thể mang đi, cũng không cần mang đi. Đấy cũng là lý do ta để thanh đao lại." Cô nói xong đoạn thoại dài nhất trong đời mình xưa nay, rồi yên lặng. Người đàn ông đối diện cô cũng rơi vào trầm tư, sững lại nhìn cô. Bỗng một cơn gió đêm âm thầm len vào, ánh nến trên bàn nhảy nhót mấy lần, dường như y bỗng tỉnh lại, vai hơi nhúc nhích, nhẹ gật, mở miệng với giọng phát lạnh. "Nàng đã sớm xác định tâm tư như thế, vậy đêm đó ở Văn Lâm Các, nàng xem là gì chứ, rõ ràng là nàng. Y dừng bật, dự âm không thể át tiếng khen kết như đang nghiến răng kia. Khương Hàm Nguyên nhìn khuôn mặt người đàn ông được ánh nến soi sáng đăm đăm, nhẹ giọng nói. Điện hạ ngài nhìn rất đẹp, đêm đó tỉnh lại, đúng thật là vì ta bị ngài quyến rũ, muốn sờ mặt ngài, nào ngờ lại đánh thức ngài. Ta chẳng qua cũng chỉ là một người phàm tục, hai ta lại là vợ chồng, nếu ngài muốn, ta cần gì phải mất hứng, để tất cả không vui, y tựa như bị cô chặn hỏng, thân xác cứng lạnh một lúc lâu, cuối cùng, chậm rãi, cứ như rất khó quay về, cuối cùng dùng sức nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, Khương Thị, quả nhiên là ta xem thường nàng. Sau khi y đổi xương hô với cô thành Khương Thị như lúc đầu, dường như nỗi lòng cũng hoàn toàn ổn định lại, dùng ánh mắt mang mấy phần ngắm nghĩa đánh giá cô, giọng điệu cũng biến thành tùy ý. Vậy cũng là tốt nhất, ta cũng dứt khoát cho nàng biết, mọi chuyện ta đối đãi nàng, cũng chỉ là cân nhắc muốn duy trì sau khi đã cưới nàng thôi. Nếu nàng đã sớm có ý muốn trả lại thanh đao xính vật, thì đêm đại hôn, nàng nên lấy nó ra, nói rõ với ta toàn bộ. Vẻ mặt y như sóng gợn không dậy, hơi ngập ngừng. Đại sự không để ý cẩn thận đến chi tiết, dĩ nhiên là ta đã ép cưới nàng, đã trói nàng từ nhạn môn vào một tấc vuông vương phủ của ta, nhưng mấy phần độ lượng này ta cho rằng ta vẫn có. Khương Hàm Nguyên rũ mắt. Là lỗi của ta. Điện hạ thứ lỗi. Y không nói, khựng một lát, chợt lên tiếng. Đêm nay ta về, vốn cũng là có chuyện khác muốn báo với nàng một tiếng. Khương Hàm Nguyên nhướng mắt, y thản nhiên nói. Đại hách vương đã về sớm hơn dự định, việc phía ta mấy hôm nay cũng đã xử lý xong, là muốn báo nàng, ba ngày nữa có thể lên đường. Gạch nối dài gạch nối dài. Y chầm chầm ngó cô. Nếu không phải ngại vì mẫu thân ta, đáng lý cũng không cần ép nàng ở. May mà không còn mấy hôm, đã nhịn tới giờ, tạm thời nàng nhịn thêm chút, làm khó cho nàng. Giọng điều y nghe bình thường xong nói ra lại có hương vị bóng gió lạnh lẽo. Khương Hàm Nguyên nói, không dám. Thản như y khẽ hừ một tiếng, không ở lại nữa, quay người đi. Hai hôm sau, ban đêm. Ngày mai, nhiếp chính vương Thúc Thận Huy sẽ xuôi nam. Lần này ngày nam tuần, những người đi theo, quan văn có bộ lễ, bộ giá, Chuân Điền, Đô Quan, Bộ Thủy Tầm hai ba mươi người, quan võ có cấm quân lưu hướng dẫn đầu. Trần Luân Lan Vinh ở lại kinh bản giá. Trong khoảng thời gian nhiếp chính vương đi khỏi, thiếu đế sẽ được hiền vương và trung thư lệnh phương thanh cùng phụ chính. Toàn bộ sự vụ đã bàn giao xong xuôi, đêm đã khuya, Thúc Thận Huy vẫn còn ở tây các tuyên chính điện bình thường dùng cho tiểu nghị, gặp mặt thiếu đế. Thúc Tiền nghe xong mọi dặn dò sao chót, nhất nhất gật đầu, trịnh trọng nói. Tam hoàng thúc yên tâm mà đi, ta sẽ nhớ lời ngài. Nếu có chuyện ta không quyết được, ta sẽ đi hỏi Hiền Vương và Trung thư lệnh. Cũng không còn sớm, sáng mai Tam hoàng thúc còn phải khởi hành, mau về nghỉ đi. Tam hoàng thẩm còn đang chờ ngài đấy. Thúc thận Huy mỉm cười nói, "Ta không sao." Y dừng đoạn, quay lại ra hiệu cho toàn bộ người hầu Tây các rời đi xong, nói, "Bệ hạ, cuộc thi xuân lần trước bệ hạ nhường tên cho tướng quân Trưởng Ninh." rồi phía thái hậu có lên tiếng gì không? Thúc tiền nói. Hôm đó bà ấy gọi ta qua, nhưng không trách cứ gì còn khen ta một hồi, thật sự là bất ngờ, luôn thấy có chỗ không đúng. Hai hôm sau, sau khi bãi chiều nói chuyện phiếm với cứu phụ đôi câu, mới biết là si ông của cứu phụ. Ông ấy cũng sợ thái hậu không phân rõ tốt xấu mới khuyên bà, rốt cuộc làm thái hậu hồi tâm chuyển ý, không tìm ta suối quẩy. May mà còn có cậu sáng suốt. Thúc thận huy nghe xong, mỉm cười gật đầu, suy nghĩ đoạn lại nói bệ hạ trước khi thần chuẩn bị đi còn có một câu là lời từ đáy lòng thần cung thỉnh bệ hạ có nghe y đi đến trước mặt thiếu đế hất phạt áo quỳ xuống thuốc tiền bị chấn kinh từ trên ngôi bước mấy bước đến trước mặt y đưa tay định đỡ dậy miệng nói tam hoàng thúc ngài làm gì vậy ngài mau đứng lên có gì ngài cứ nói là được mời bệ hạ về chỗ ngồi nhận một lạy thần mới có thể nói thuốc tiền thấy vẻ y trang nghiêm, không thể làm gì, miễn miễn cưỡng cưỡng lần lượt kề mông, ngồi lại. Thuốc thận huy làm một lễ bái trịnh trọng đến vô cùng xong, ngồi dậy nói. Bệ hạ, xá tắc dựa vào minh chủ, vũ vương ngạc ngạc dĩ xương, n trụ mặc mặc dĩ vong. Đạo lý đó tất nhiên bệ hạ đã rõ, hôm nay thần không nói nhiều nữa, chỉ muốn nói, tất cả người dưới triều đình, bao gồm cả thần, đều là thần tử của bệ hạ. Bệ hạ có thể tin tưởng, có thể ủy thác trách nhiệm, nhưng mà, cho dù là người trong mắt bệ hạ tin tưởng gần gũi nhất, cũng bao gồm cả thần, sau này đợi khi bệ hạ tự chấp chính, cũng không thể hoàn toàn ủy quyền giao phó. Thân là quân, tuyệt đối không thể bị hạ thần lôi kéo. Thiếu đế chô mắt, trần chư đoạn, hỏi lại. Y tam hoàng thúc là, ta phải làm một cô gia quả nhân. Thúc thần huy nói. Ngôi vị bệ hạ vốn là vị trí của cô gia quả nhân. Cô gia quả nhân có nghe lời can gián cũng không phải là đối lập. Lời thần hôm nay, cho dù bệ hạ không thể hiểu hoàn toàn, cũng không sao, chỉ cần bệ hạ nhớ rõ, sau này, đợi tích thêm rèn luyện, sẽ có một ngày tự lĩnh ngộ. Thuốc tiền cái hiểu cái không, im lặng một lát, gật đầu. Ta nhớ rồi, tam hoàng thúc bình thân, này mau về đi, sáng mai ta đưa ngài và tam hoàng thẩm xuất kinh. Thuốc thần huy đứng dậy, mỉm cười gật đầu, bảo cậu cũng về cung nghỉ ngơi, bản thân xoay người, cuối cùng cũng kết thúc một ngày lao động đằng đẵng trong bóng đêm đen xì xì nặng nề, quay về phủi nhiếp chính vương. Giờ đã là giờ tí, Khương Hàm Nguyên đã từ biệt xong bọn Vĩnh. Thái công chúa từ sớm, về rồi, biết hôm nay y chắc chắn sẽ về, cũng không ngủ. Cô nghe được tiếng y khẽ bước vào, vờ như không biết. Rốt cuộc đợi y sửa soạn xong, biết y cũng tới giường, nhưng rất lâu không nằm xuống. Cô từ từ nhắm mắt vờ ngủ, giả vờ rất lâu không biết đến cùng y đang làm gì, thực sự nhịn hết nổi hơi hé mắt chỉ thấy y khoanh chân lặng lẽ ngồi bên cạnh cặp mắt lạnh sâu kín đăm đăm nhìn mình như hai đốm sáng âm u lóe lên trong đêm có phần khiếp người khương hàm nguyên giật nảy mình mở mắt thấy y thu ánh mắt như không việc gì không nói gì nằm xuống kéo mền đắp hai mắt nhắm nghiền sau đó ai nấy ngủ phần mình hình như y rất mệt mỏi vừa đặt lưng nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ nặng nề sáng hôm sau cũng ai nấy im im không nói, xuất phát. Chương 52. Tam làng, vương phi của con đâu? Thân phận nhiếp chính vương cao quý đặc biệt, cộng thêm quan viên đi cùng, tất nhiên phải có nghi trưởng và binh sĩ hộ giá đi năm tuần, trên dưới tổng cộng gần ngàn. Có điều trong chuyến này, y không ngồi xa giá, không nhận cống nạp trên đường, thế nên cũng chưa đến mức xa hoa lãng phí. Sáng hôm sau, thiếu đế dẫn theo hiền vương và bá quan bên dưới đưa tiến vợ chồng nhiếp chính vương. Cậu đưa ra hoàng thành rồi vẫn lưu luyến không rời, ánh mắt ước gì có thể quang y quan nhảy lên lưng ngựa đi cùng, đến cả Khương Hàm Nguyên cũng nhìn ra. Thúc Thận Huy liên tục mời dừng lại, lần cuối cùng là đến đỉnh thập lý ở ngoài thành Nam, y xuống ngựa hành lễ, trịnh trọng bái tạ, thiếu đế đành dừng bước. Bỗng nhiên, như nhớ tới điều gì, không để ý đến ánh mắt soi mói của đại thần sau lưng, vội bước nhanh đến trước xa giá của nhiếp chính vương phi. Khương Hàm Nguyên vội vàng xuống xe, Tam Hoàng Thẩm, ta có tập môn vật lộn, chờ lần này thím Nam Tuần quay về, ta vời người đến chỉ điểm, được không? Thúc tiền hạ giọng nói, ánh mắt sáng ngời nhìn Khương Hàm Nguyên. Hiển nhiên, cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện mình vừa lại gần đã bị cô khóa bẻ cánh tay, chắc muốn lấy lại chút thể diện. Khương Hàm Nguyên ngó thúc thận huy bên cạnh, y nhìn thẳng phía trước, vẻ bình thản như chẳng nghe thấy gì. Y còn chưa báo cho thiếu đế tin cô sắp về Bắc. Tranh cường háo thắng, đây mới là khí chất thiếu niên mà một vị quân càng nên như vậy. Cô rất thích, liền mỉm cười, đáp lời với mấy phần hàm hồ. Nếu bệ hạ thuận tiện, thần phụ cũng ở đây, dĩ nhiên tuân lệnh. Mắt thiếu đế sáng rỡ. Hay lắm, quyết định vậy nhé. Tam hoàng thẩm thuận buồm xuôi gió. Khương Hàm Nguyên bái tạ thiếu đế xong về lại xe ngựa. Trong tuần tháng tư năm tiên hòa thứ hai đoàn người rời Trường An, ra khỏi kinh bèn thu nghi trường, dọc theo hướng đông nam quan đạo mà đi, lấy tốc độ hành quân, theo thứ tự đi ngang các quận Thượng Lạc, Nam Dương, Nhữ Nam, Nhữ Em M. Các nơi này cũng không phải là mục đích chuyến Nam tuần lần này, gặp thành không vào, ngày đi đêm nghỉ. Nếu không có tình huống đặc biệt, vào ban đêm cũng chỉ thường hạ trại ở vùng đất gần quan đảo, nhiếp chính vương trực tiếp gặp quan viên trong thành chạy đến chào hỏi ngay tại chỗ cắm trại đêm, chưa mảy may nhiễu động dân chúng. Đến cuối tháng 4, đoàn người đến quận Lư Giang. Tô Hồ Thục, thiên hạ túc sao? Nam tuần lần này chủ yếu là tuần sát một vùng Tô Hồ Dương sao? Để không chậm trễ hành trình, bắt đầu từ chỗ này, nhiếp chính vương và đại đội đi cùng tách ra, lệnh cho quan viên theo tuyến đường định trước tiếp tục đi đến Dương Châu, còn y thì đưa vương phi gọn nhẹ lên đường, đến tiền đường thăm trang Thái Phi, xong xuôi, y lại đi Dương Châu họp mặt. Sao Tô Châu, Hàng Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Dương Châu vùng này được mùa thì dân no ấm y chỉ mang theo lưu hướng, dẫn một đội tùy vệ mấy chục người, ngoài ra còn có Trương Bảo đi cùng. Cuối cùng Khương Hàm Nguyên cũng thoát khỏi xa giá vướng víu, mặc thường phục, đội nón lá, cùng y cưỡi ngựa đi đường. Tốc độ so với kéo theo một đám quan viên nhanh hơn biết bao nhiêu. Vốn họ mỗi ngày chỉ đi được nhanh nhất năm chục dặm, sau khi chuyển sang cưỡi ngựa gọn nhẹ, nếu nửa đường không gặp việc gì, phi nhanh cả ngày, thay ngựa ở trạm dịch ven đường, có thể đi chí ít 300 dặm một ngày mỗi lần ngang qua ruộng dâu huyện lớn ven đường, Thúc Thần Huy sẽ dừng lại, cải trang tự xuống ruộng, xem dân nuôi tầm thủy lợi, thấy nông dân lao động nghỉ ngơi dưới tán cây, y sẽ lên gặp, đưa ít món ăn uống, ngồi chung nói chuyện phiếm, hỏi thăm dân tình và chuyện thuế má nông tang. Xong dù thế, trên đường có chỗ chậm trễ, từ Lư Giang đến tiền đường cũng chỉ tầm hơn nửa tháng, hôm nay, ngày 20 tháng 4, bọn họ đã đến tiền đường. Còn đại đội đi Dương Châu kia, vẫn đang mới đi nửa đường theo kế hoạch, đầu tháng năm mới có thể đến Dương Châu. Nhiếp chính vương vì bắc phạt mà năm tuần, đồng thời, y đưa vương phi mới cưới theo đến tiền đường thăm viếng trang thái phi, tin tức sớm đã chuyển đi xôn xao khắp nơi. Ông ngoại của y là Ngô Việt Vương, trong thời loạn trước đây, sở dĩ dân chúng địa phương có thể tránh được họa chiến tranh có cuộc sống bình an qua ngày đó chính là dựa vào che chở của Ngô Việt Vương. Dân chúng cực kỳ kính yêu ngài, mặc dù người đã sớm ra đi, nơi đây giờ vẫn có thần từ kỷ niệm về ông khắp nơi, hương khói nhà nhà đông đầy. Giờ nhiếp chính vương muốn đến, sau khi tin tức loan ra, từ trên xuống dưới đều phát cuồng nhiệt vì đó. Quan viên viết tấu biểu thể hiện lòng chung, đám nhà giàu cách xù ganh đua so sánh lẫn nhau, thầm nghe ngóng, chuẩn bị riêng tranh chữ và các món quý giá, đợi chừng đó sẽ đến hiến. Bởi nơi đây giàu có, chùa chiền đạo quán mọc khắp. Những hòa thượng đạo sĩ đã xuất ra cũng không cam chịu lạc hậu, Cá gỗ khu, lục lạc đánh, nhao nhao muốn đòi làm pháp sự cầu phúc cho vợ chồng Nhiếp Chính Vương. Còn bá tánh đầu đường cuối ngõ khi ngày một gần đến, mỗi ngày đều bàn tán mong chờ tháng năm vợ chồng ngài đến. Mấy chục vạn người tiền đường, không có ai ngờ, vợ chồng Nhiếp Chính Vương đã đến sớm như thế. Giờ tuất một khắc đêm đó, mấy chục người chuyến này, không làm kinh động bất kỳ một ai, lặng yên vào tiền đường, cũng chưa vào thành làm rộn mà trực tiếp đi đến hành cung chỗ ở cũ của Ngô Việt Vương thành Tây Hồ trên núi Phượng Hoàng. Trang Thái Phi biết tin từ trước, hôm nay liền chuyển từ ngôi miếu ẩn trong núi bình thường bà hay ở vào hành cung chờ. Chỗ rừng chân này là vùng đất giang nam núi sông ấm áp. Lần đầu Khương Hàm Nguyên đặt chân đến đây, xuống ngựa cạnh mặt hồ ở chân núi, theo thúc thận huy đi dọc theo con đường men núi đến hành cung, quay đầu nhìn xa xa chung quanh. Trời đã tối, vì cố đuổi đến trước khi thành đóng, những người du xuân cạnh hồ ban ngày đã tàn hết. lúc này phóng mắt nhìn chỉ thấy một mảnh trăng chưa tròn màu vàng nhạt lẳng lặng treo trên mặt hồ minh mông vô bờ ảnh bóng núi mờ nhạt xa xa khắp nơi đều đã tối đen chỉ có hành cung và một tòa bảo tháp lưng chừng núi tỏa ra ánh đèn lờ mờ chiếu sáng. quang cảnh này hoàn toàn khác với vùng đất bắc hùng vĩ minh mông cô từng yêu quý. mọi vật trước mắt núi ấm nước êm tĩnh mịch như mộng không giống như nhân gian. bước chân cô chậm lại. Thuốc Thận Huy đang một mình đi trước, Trương Bảo theo sau lưng. Tiếp đó là đội Lưu Hướng. Tiểu hầu đáng thương này, sao có thể so thể trạng với đội thị vệ hùng dũng của Lưu Hướng kia chứ? Mới xuất phát mấy ngày, Khương Hàm Nguyên đã thấy hình như cậu ta bắt đầu đi hai hàng. Sợ cậu không chịu nổi, đã từng mở miệng bảo cậu không cần theo cùng, cứ chờ đi sau cùng đội thị nữ Trang Thị. Cậu lại không chịu, cứ thế miễn cưỡng đuổi theo. Một mạch đến nay, cưỡi ngựa đến cái mông muốn rớt thành hai nửa. Núi bên cạnh hồ thấp, vị trí hành cung không cao, chừng trăm bậc đi lên thôi xong cậu leo muốn thừa chết thiếu sống, hai bắp đùi run dày, chợt thấy Vương phi ngừng bước, vội vàng dừng theo, thừa cơ thở thêm mấy ngụm. Thúc Thận Huy nhanh bước lên núi, không dừng lại chút nào, Khương Hàm Nguyên đi hơi chậm, đã bị y bỏ mười mấy bước, giật mình, vội vàng thu mắt, tiếp tục cất bước đi lên. Thân phận trang thái phi cao quý bậc nào, dẫu xuất cung tới đây dưỡng bệnh tu hành, nhưng xung quanh cũng có xá nhân, chiêm sự cung vệ vân vân rời đến ở. Đám người đều đang đợi đón tiếp vợ chồng nhiếp chính vương. Trong đó một thái giám chấp sự vui vẻ nói. Thái Phi đã đến lúc ban ngày, đang chờ nhiếp chính vương điện hạ và vương phi điện hạ. Mẫu thân ta khỏe không? Thúc thần Huy mở miệng liền hỏi. Khởi bẩm điện hạ, thân thể thái phi an khang. Y không nói gì, dán mắt vào cửa cung, tăng tốc, gần như mấy bước thành một đạp trên cung dài đến cửa cung khương hàm nguyên dõi theo bóng lưng vội vã của y nhớ lúc trên đường trương bảo có luôn mồm đề cập đã năm sáu năm y chưa xuất kinh gặp mặt thái phi hẳn là đang bồn chồn nhớ mẹ nhưng nói thật với cô mà nói cảnh sắp tới cũng không phải là cảnh đáng mong đợi thật sự cô không hề muốn đặt chân lên đoạn cung dai trước mặt này nhất là khi quan hệ với thúc thận huy đã trở nên khó chịu thế trên đường đi trước mặt kẻ khác hai người tự nhiên như thường dù ở đâu cũng ngủ cùng một phòng nhưng khi không còn ai, ngoài trừ trao đổi ngắn gọn cần thiết liên quan đến chuyến đi sẽ không nói gì thêm. Y thường vào đến là ngả lưng nằm ngủ, dĩ nhiên cô cũng chẳng có gì để nói. Mãi đến sáng nay, sắp khi lên đường, hai người mới có một cuộc trao đổi đặc biệt. Thái độ Y rất là khách khí, bày tỏ chờ khi gặp mẫu phi mình, hy vọng cô giữ kín miệng. Đừng để mẫu phi biết quan hệ của hai người đã có quyết định chung. Thật ra không cần y nhắc nhở, điểm này, Khương Hàm Nguyên dĩ nhiên biết nhưng mà, rõ ràng là đồng sàng dị mộng lẫn nhau đồng ý sẽ thành người dưng, đợi mấy hôm nữa, phản tính do cha phai tới đón cô sẽ đến, cô liền có thể đi, có lẽ cả đời này sẽ không cần tiếp tục gặp mặt y, đêm nay vẫn phải giả như không có việc gì, đi theo y, đối phó với mẫu phi y. Khương Hàm Nguyên thật không chắc lắm, cô vốn không dành mấy chuyện trường tụ thiện vũ sao này. Có lợi mới làm tốt. Trong lòng cô không chắc, bước chân lại chậm lại, để y bỏ lại phía sau trời cao ơi nếu có thể không cần rơi vào cảnh này khương hàm nguyên tình nguyện giảm thọ ba năm cô đang nao núng bỗng nhìn thấy y dừng bước phía trước quay lại nhìn mình nét mặt y vẫn đơ nhưng đáy mắt lại hơi nhấp nháy tựa như nhắc nhở lại tại như ngầm cảnh báo cô thầm cắn răng đương nhiên cũng không muốn để y mất mặt trước người mẹ nhiều năm không gặp chỉnh đốn lại tinh thần đi theo mới vào cửa cung cô đã thấy ngay người đàn ông bên cạnh đã bắt đầu lộ nét tươi cười trên mặt. Viên thái giám dẫn đường nói Thái Phi đang ở Nam Gian Noãn Các, hỏi hai người có cần đi thay y phục không? Khương Hàm Nguyên liếc qua thúc thận huy. Với thân phận vương phi cô nên dùng bề ngoài phu nhân trong cung gặp mẹ y, hay là y phục đơn giản để cưỡi ngựa nhìn hơi phong trần mệt mỏi như lúc này, nhưng theo ý tứ của y. Cô sao cũng được nhỉ. Y không hề nhìn cô, thuận miệng bảo không cần, không hề dừng bước, nhanh nhẹn bước tiếp. Khương Hàm Nguyên đang định đuổi theo, vừa dở bước đã nghe phía trước vọng tới đủ loại âm thanh như tiếng chân rồn rập. Cô ngước mắt theo hướng âm thanh thấy mấy bóng công nhân mặc áo nâu xuất hiện. Đám công nhân với một phụ nhân trung niên dẫn đầu đang vội bước đến chỗ này. Phụ nhân bước vội vàng, đi cực nhanh, bỗng nhìn thấy người đối diện đang trên đường đi tới mình, khượng lại. Sau lưng bà đám công nhân đang gấp gáp đi theo cũng lục tục dừng bước, tất cả đều dừng lại. Thúc thận huy khượng lại, Trợt lên tiếng gọi. Mẫu thân." Rồi nhanh chân bước đến người phụ nữ kia, đến gần bà lại gọi mẹ, gập gối, quỳ ngay xuống đất. Mẫu phi ở trên cao, xin nhận một lạy của đứa con bất hiếu. Y dập đầu mạnh xuống đất với phụ nhân. Phụ nhân dừng tại chỗ, bình tĩnh nhìn bóng người đang bái lễ mình, vành mắt từ từ ửng đỏ, nhưng rất nhanh, bà nở nụ cười trên mặt, tiến tới định đỡ con trai lên. Y không đứng dậy. Nhi tử thật sự là bất hiếu đã lâu vậy cũng không thể tới thăm mẫu thân một lần xin mẫu thân trách phạt giọng y đầy nặng nề tự trách mình và nồng nàn tình cảm phụ nhân cười lệnh y đứng dậy y lại dập đầu lần nữa rồi mới để phụ nhân kia đỡ dậy bà thoạt đầu mỉm cười không nói dừng mắt trên người con trai nhìn một lát lên tiếng vừa mở miệng đã nói tam lang vương phi của con đâu khương hà nguyên đã sớm nhận ra người phụ nữ này chính là mẹ của thúc Thần huy vị hoàng quý phi đến từ nước mô Việt Nam xưa được cực kỳ sủng ái trong cung. Cũng vì gặp bà ấy hôm nay, Khương Hàm Nguyên mới hiểu dung mạo của Thúc Thận Huy từ đâu mà ra. Hôm sau ngày đại hôn lúc cô bái thai miếu, từng nhìn thấy di ảnh của Thánh Võ Hoàng đế. Khuôn mặt của Thánh Võ Hoàng đế góc cảnh như được đao dìu đẽo đục, ngũ quan sắc xảo nghiêm túc, dù chỉ là một bức tranh cũng gây cảm giác áp lực rất bức người khuôn mặt thúc thần huy bình thường cũng có mấy phần thần vận của thánh võ hoàng đế nhưng nét đẹp trong dung mạo y đa phần là đến từ mẹ. Người phụ nữ trước mặt này, làn da trắng nõn, tóc đen bóng, dung mạo cực đẹp, đôi mắt như ẩn chứa ánh sáng. Nếu bà cung trang hẳn sẽ như thần phi trên trời, nhưng bà ăn mặc rất mộc mạc, phía trên mặc một bộ thường phục bằng gấm màu xám tuyết thêm hoa văn chìm, bên dưới là váy dài từ trên xuống dưới cả người chỉ có một màu sáng duy nhất là cây châm ngọc màu xanh biếc trong suốt cắm trên búi tóc bộ trang phục khiến bà lộ vẻ trang trọng mà trầm tĩnh không chỉ thế trong nét mặt thanh tú văn nhã của bà từ trong cao quý lộ ra khí chất dịu dàng ôn hòa như nước tính khiến người tìm lòng không đặng mà sinh ra cảm giác thân thiết khương hà nguyên chưa từng gặp một người phụ nữ xinh đẹp cao quý đoan trang mà dịu dàng như thế trong dây lát ngây ra chợt thấy thúc thận huy quay lại ngó mình tiếp đó, y xoay người đi tới bên cạnh mình. Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, đứng thẳng người, nhìn y đi đến trước mặt mình, đưa tay qua, cách một lớp ống tay áo dắt tay cô đưa đến trước mặt mẹ y. Mẫu thân, nàng chính là vương phi của con, tên là Hàm Nguyên. Y buông lỏng ống tay áo cô, bắt đầu mỉm cười giới thiệu cô cho mẹ mình, trong đó, thi thoảng hơi nghiêng đầu, lúc nhìn cô, nét mặt lộ vẻ dịu dàng, trong thoáng chốc, suýt nữa Khương Hàm Nguyên tưởng rằng mình đã gặp lại một thúc thận huy vừa mới chạm mặt đêm tân hôn. Nàng vội vã muốn gặp mặt mẫu thân nên cả đường đều cưỡi ngựa theo con, cũng như con, vừa rồi không kịp thay y phục, mẫu thân thứ lỗi. Y lại nói, giờ đến phiên mình, Khương Hàm Nguyên đứng thẳng, hai tay buông thẳng tắp, rũ mắt, dùng hết mọi sức lực, cuối cùng, từ trong miệng cứng đờ phát ra hai tiếng. Mẫu thân, vừa dứt lời, cô cảm thấy trên tay ấm áp, một bàn tay mềm mại và ấm áp duỗi đến tầm tay cô, rồi nhẹ nhàng vỗ về mờ u bàn tay cô, như Trần an, vừa như tán thưởng. Năm ngoái vừa nghe tin Tam Lang cưới con, ta vui đến mất ngủ cả một đêm. Con ta từ nhỏ ngang bướng, ỷ vào mấy phần được phụ hoàng cưng chiều, vô pháp vô thiên, còn thường lén xuất cung đi chơi. Ta thường buồn giàu, không biết sau này ai có thể quản thúc được nó. Chẳng ngờ rằng giờ đây nó có thể lấy được nữ tướng nước ngụy ta, đây là vinh hạnh của nó, ta rất yên tâm, về sau cũng không cần cứ mãi nhớ nhung nó. Khương Hàm Nguyên nghe mặt mình phát nóng, nhướng mắt, thấy bà đang mỉm cười ngắm mình, vội nói. Ngài quá khen, con từ nhỏ lớn lên nơi biên cương, cũng chỉ là một kẻ nhà binh thô lỗ vô tri, sao xứng đáng với lời ngài. Trang Thái Phi cười lắc đầu. Con gái ngốc gà, sao có thể tự nói mình vậy? Được phong hào hoàng tử ở đâu cũng có, song phong hào nữ tướng quân, chớ nói bản triều, mấy trăm năm cũng khó tìm ra một vị. Ta nói nó lấy con là vinh hạnh, có gì mà con không gánh nổi. Lúc bà nói câu này, người bên cạnh có biểu tình gì, sau đó bà còn nói gì, Khương Hàm Nguyên đều không còn để ý. Cô bị một tiếng, con gái ngốc, gọi đến ngơ ngẩn, cô yên lặng nhìn người phụ nữ này, trong tích tắc, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết sao, lại chợt nhớ đến người mẹ của mình không có duyên gặp mặt, đáy mắt tựa như mơ hồ nóng lên. Hàm Nguyên, con có tên mụ chứ? Trang Thái Phi vừa cười vừa hỏi cô. Khương Hàm Nguyên chưa hoàn toàn hoàn hồn, nghe thấy tiếng mình vang bên tai. Hủy hủy, hủy hủy, hủy của hổ hủy sao? Cô chợt giật mình, đột một ngậm miệng, tự dưng sinh mấy phần hối hận, vô thức liếc sang người bên cạnh. Y đứng thẳng, mặt vẫn tỉnh rủi, như hoàn toàn không để ý vừa rồi cô nói cái gì. Cô bèn âm thầm thở phào. Hủy hủy. Tê giác là loài thủy thú thời thượng cổ sao, hình minh họa chẳng những vũ dũng, mà còn rất chắc chắn mẫu mực. Tên rất hay. Trang Thái Phi cười khen hay. Vậy từ đây ta sẽ gọi con là Hủy Hủy. Con đói bụng chưa, ta dẫn con đi dùng cơm. Từ lúc bà dắt tay Khương Hàm Nguyên, từ đầu đến cuối không buông, dứt lời, vứt thằng con, dẫn cô vào trong. Thúc Thận Huy đứng thẳng, ngó bóng lưng của hai người. Y biết, mẹ Y thật sự thích người bà vừa gặp, con gái Khương gia bà vứt bỏ đứa con mấy năm không gặp, dẫn nàng ấy đi dùng cơm. Cũng coi như chứng minh ánh mắt y lúc trước nhỉ, y cảm nhận được mấy phần mừng rỡ, thậm chí còn thoảng có chút kiêu ngạo mơ hồ. Nhưng mà Hủy Hủy, Hủy Hủy. Cái tên này chẳng ra làm sao cả. Y lặng lẽ thầm gọi trong lòng hai lần, khóe miệng hơi giật giật, đi theo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 53. Sự ôn hòa và thân thiết của Trang Thái Phi làm mọi cảm giác nghi ngờ ôm ấp trong lòng Khương Hàm Nguyên rốt cuộc cũng tiêu tan đôi phần. Cô và thúc thận Huy bụi đường đầy người, gặp mặt xong chỉ đi lau rửa thay đồ đơn giản, sau đó dùng cơm. Thức ăn sửa soạn dâng lên không nhiều, nhưng đều các món nhẹ nhàng ngon miệng. Ngoại trừ mấy món rau xanh giang nam quý hiếm mùa này, các món trang thị lúc trước hay làm hợp khẩu vị của Khương Hàm Nguyên trong vương phủ, cũng bày trên bàn toàn bộ không sót món nào. Lúc người hầu dọn lên, không hẹn mà cùng bầy ở gần chỗ tay khương hàm nguyên thái phi ngồi một mình ở đầu bàn khương hàm nguyên thúc thận huy song song ngồi đối diện bà bà ăn không nhiều lúc dùng cơm cũng không nói khương hàm nguyên thích không khí thế này ăn cơm thì là ăn cơm không cần phân tâm nghe người ta hỏi hay phải nghĩ mình nên đáp gì chỉ một điểm ngoài ý muốn nho nhỏ duy nhất lúc cô nâng đũa gắp một đĩa nấm trắng bầy cạnh tay mình vừa lúc y cũng đưa đũa đến trùng hợp sao hai người lại cùng nhìn chúng một miếng trên đĩa, chẳng những đũa chạm đũa trên không mà tay cũng chạm chúng nhau. Cô nhanh chóng thu đũa theo bản năng, bàn tay kia hơi khựng lại, rồi lập tức làm giống cô. Sau đó, đĩa nấm trên bàn kia cô không đụng tới nữa, y cũng thế. Có điều chuyện nhỏ ngoài y muôn ấy cũng chẳng mấy may ảnh hưởng đến khẩu vị của cô. Bữa cơm ăn thư thái đến ngoài dự kiến, ăn xong, người hầu dọn xuống, khương hàm nguyên và thúc thận huy dìu thái phi ngồi vào giường cạnh cửa sổ ở nam các trò chuyện tiêu cơm thái phi đưa mắt đánh giá con trai mới nói trông có vẻ đen hơn chút nhỉ đúng thật xuất kinh đến giờ đã hơn một tháng khương hàm nguyên thấy y đen có đi thúc thận huy đưa tay sờ mặt cười nói có ạ à, chắc là do phơi nắng đi đường ấy trường bảo đứng hầu cạnh cửa các rốt cuộc cũng tìm được cơ hội mở miệng đêm nay xen vào nói khởi bẩm thái hoàng thái phi Cả đoạn đường xuôi nam này của Điện Hạ cực kỳ vất vả. Mỗi lần đi qua các huyện trồng trọt đều cải trang tự thân xuống ruộng, thể sát dân tình, chắc vậy mới dám đen cả người. Trang Thái Phi nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn thằng con một chút, nói tiếp. Nông dân làm lụng không vất vả ư, đây là bổn phận của nó, vất vả gì đáng nói chứ. Trương Bảo vốn định nói tốt cho nhiếp chính vương trước mặt Thái Hoàng Thái Phi, nghe xong, cuốn quyết quỳ xuống, cúi đầu không dám nói thêm. Thúc thần huy liếc trương bào một cái, ngay sau đó cũng mở miệng, nói qua chuyện khác. Y mỉm cười nói. Mẹ, Hàm Nguyên bên này đang có một chuyện con muốn báo mẹ biết. Sau khi nàng lấy con, con và nàng hận đã gặp nhau muồn màng, tình đầu ý hợp, ước gì có thể bên nhau dài lâu, cùng phụng dưỡng mẹ. Lần này nàng ấy đến tiền đường, vốn định bầu bạn với mẹ lâu hơn, xong, nàng ấy đã là vương phi của con, mà cũng là tướng quân của triều đình, nếu ra quốc đều cần, tất nhiên là lấy nước làm đầu, nhất là bây giờ triều đình đang mở rộng chuyện bắc phạt, càng phải như thế. Mấy hôm trước, nhạn môn vừa đưa tin đến, cần nàng ấy quay về lo liệu, Khương Đại tướng quân cũng đã phái người đến đón. Đợi vài bữa họ đến nàng phải đi rồi, chuyện này xin mẹ hiểu cho. Y nói rất lời, Khương Hàm Nguyên cũng đổi tư thế ngồi quỳ thành quỳ gối, xá một cái với người phụ nữ trước mặt. Trang thái phi thoáng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó gật đầu. Nữ nhi chi trí, diệp đương hồng cô. Dù rằng ta cực kỳ muốn giữ con lại, nhưng con đã có chí khi đó, ta há có thể ngăn cản. Khi họ tới, con cứ yên tâm, về phía ta sẽ đợi ca khúc khải hoàn. Lần sau con lại cùng Tam Lang đến thăm ta cũng thế cả thôi. Nguyên gốc là Honggu, nhưng mình tìm hình thì chắc nó là con Honggu một kiểu thiên nga, hình ảnh phượng hoàng trong truyền thuyết, cô chắc lắm. Khương Hàm nguyên bái tạ lần nữa. Thái phi bảo cô đứng dậy, chăm chú nhìn cô một lát rồi sai kẻ hầu đi lấy một vật kẻ hầu dâng tới một chiếc mâm bằng vàng, trên mâm đặt một cái hộp gấm, Thái Phi tự tay mở hộp, lấy một chuỗi hoa man bên trong ra, dây chuyền bằng hoa thời cổ, cười nói. Ở cố quốc của ta có một tập tục, lúc gà con, trong cổ hồi môn chắc chắn phải có một sợi hoa man. Đây là khi ta vào cung nước ngụy mẹ của ta đã tặng. Bà đã lựa thất bảo, tự tay kết thành, mang đến miếu Việt nữ trai giới ba ngày trong miếu, nói là cầu Việt nữ bảo hộ, có thể bảo vệ cả đời không âu lo, mong muốn đều thành cũng không phải bảo vật gì hiếm có, chỉ có lòng mẹ thành khẩn thôi. Hủy hủy, ta không có con gái, hôm nay vừa gặp đã cực kỳ hợp ý với con. Bèn tặng con vật này, con giữ lấy đi. Việt nữ miếu là thần miếu mà người bản xứ dựng lên để kỷ niệm Tây Thi. Nghe nói sau khi nàng ấy công thành đã cùng Phạm Lãi trầm mình xuống sông mà chết. Cũng có người nói cuối cùng nàng thoát thân cùng Phạm Lãi trèo thuyền du ngoạn giang hồ, tiêu giao quãng đời còn lại. Chân tướng thế nào, đã sớm yên vào sử trần mọi lời nói chẳng qua đều là người đời sau tự gửi gắm thôi nhưng ở vùng đất này trăm ngàn năm qua việt nữ từ lâu đã được phụng làm thần linh các cô gái muốn cầu lương duyên thường đến miếu cầu khấn khương hàm nguyên nhìn lại hoa man trong hộp dùng tơ hồng làm dây tết thành chữ vạn tỉ mỉ sâu một bông hoa rũ xuống tuy hoa nhỏ nhưng nhìn kỹ cánh hoa lại là sợi vàng bạc các bảo vật lưu ly li, san hô sa cư xích châu mã não kết thành. Hàm ý chuỗi ngọc thất bảo sáng soi vô lượng. Vật tuy nhỏ nhưng có lai lịch thế kia, cô nào dám nhận lấy, nhưng Thái Phi đã nói, cô không thể không nhận. Đành thu về, bái tạ lần nữa. Thái Phi bảo cô lại gần, tự tay lấy ra, thay nàng đeo ở trên cổ, ngắm nghĩa tỉ mỉ xong lộ vẻ rất hài lòng, cuối cùng cười nói. Hai đứa con đi cả chặng đường dài hẳn đã mệt mỏi, mai còn có việc, không cần hầu ta đâu, xuống nghỉ sớm đi. Khương Hàm Nguyên theo Thúc Thận Huy chào Thái Phi, hai người về một chỗ ở trong hành cung có tên Giám Xuân Các, đóng cửa xong, cô tháo hoa man trên cổ cẩn thận trả vào hộp gấm, nói. Điện hạ, vật này quá quý giá, ta e là không thể nhận, cũng không nên nhận. Về phía Thái Phi ban nãy ta không tiện từ chối, giờ trả lại cho Điện hạ. Y đưa lưng về phía nàng, đang tự cởi áo ngoài định đi tắm rửa, không quay đầu lại nói. Mẹ tặng cho nàng, không phải cho ta một tên đàn ông như ta cầm làm gì, nếu nàng không muốn thì sau tự đi mà trả. Nói xong bỏ cô lại bước nhanh vào phòng tắm, ngay sau đó tiếng nước ào ào như được khuấy động với một lực rất lớn từ bên trong truyền ra. Trong tiếng nước bên tai, Khương Hàm Nguyên chậm rãi ngồi xuống, nhìn chuỗi hoa man vừa cười, bất giác đờ đẫn. Trong Nam Các, Trang Thái Phi nhìn con mình và con gái Khương ra sóng vai cáo lui rời đi xong, không đi nghỉ ngơi, ngồi đó một mình trầm tư. Thằng con và cô bé ngoài mặt thì ra vẻ khá là ân ái, nhưng sau khi hai người bước vào không lâu, Thái phi đã lưu ý, hai người chưa từng một lần đưa mắt nhìn nhau, càng chưa nói đến cảnh lúc cơm, tay cả hai vô ý va chạm nhau kia. Dù cực kỳ ngắn ngủi xong không lọt khỏi con mắt bà. Phản ứng vô tình nhỏ xíu ấy mới không lừa được ai. Nếu như ân ái hòa bình như ngoài mặt thì sao chỉ mỗi cú chạm tay đã thế? Trang thị vẫn còn trên đường chưa tới, Trang Thái phi nhíu mày trầm tư một lát chợt nhớ tới một người, bèn lệnh cho kẻ hầu đi gọi. Đêm nay Trương Bảo chưa vỗ tới mông ngựa, tâm tình không khỏi lạc lõng, mãi về sau, Điện Hạ cũng chưa cần cậu hầu hạ, cậu ấm ức quay về nghỉ ngơi ở một căn buồng bên cạnh. Ngày mai vợ chồng Điện Hạ sẽ đi lang mô Việt vương bái tế, cậu cũng phải đi theo. Cậu bóp cặp chân mỏi như, đang định thu dọn nằm xuống, một kẻ hầu cận Thái Phi đến gọi, bảo Thái Phi gọi cậu qua nói chuyện. Cậu cũng chưa biết đầu cua tai nheo, nghĩ chắc không phải vừa rồi mình trên lời làm Thái Phi không vui đâu nhỉ. Thấp thỏm bất an trong lòng, bèn cúm quyết chỉnh lại y quan nhanh chóng đi. Đến Nam Các, nhìn thấy Thái Phi một mình ngồi ngay ngắn vào chỗ, bèn nhanh bước lên, quỳ sấp xuống đất. Thái Hoàng Thái Phi tại thượng, nô tỳ đến rồi. Trang Thái Phi nhìn cậu một lát, cười nói. Đã nhiều năm không gặp, nhìn cậu cũng không khác gì nhỉ. Mấy năm nay cha ngươi có khỏe không? Trước đây lý tường xuân từng hầu hạ trang thái phi sớm tối trong cung. Trương Bảo trộm dương mắt thấy vẻ mặt bà ôn hòa mới nhẹ nhõm thở phào. Cậu cực kỳ kính yêu thái phi trong lòng nên dập đầu mấy cái vui vẻ nói. Đa tạ thái phi nhớ tới cha của nô tỳ khỏe. đợi lần này nô tỳ về sẽ truyền lời đến ngài rằng thái phi đã hỏi thăm ông. Trang thái phi cười gật đầu gọi người bên cạnh thường tiền cho cậu. Trương Bảo càng thêm vui vẻ đầu đập bôm bốp mọi khổ cực chịu đựng dọc đường đều vứt hết. Sau khi đứng dậy, thấy Thái Phi cho người lui, hỏi. Điện Hà và Vương Phi ở Kinh Thành chung sống thế nào? Trường Bảo ngẩn ra, đang lúc trần trừ, thấy Thái Phi đưa mắt nhìn qua nói. Đến cùng là thế nào, cậu Thành Thành thật thật, nói cho ta nghe những gì cậu biết xem nào. Cậu phát run, không dám đưa đầy, lại quỳ thục xuống. Chuyện Thái Phi yêu cầu nô tỳ thực sự không dám xưng là biết, chỉ có thể bẩm những gì nô tỳ thấy cho Thái Phi nghe. Trang Thái Phi gật đầu, Trương Bảo liền một năm một người đem câu chuyện kỳ quặc trước khi vợ chồng Điện Hạ xuất phát rời kinh nói ra. Cũng không biết là thế nào, liên tiếp mấy ngày Điện Hạ không về Vương Phủ, già Trang gọi nô tỳ đi mời xong Điện Hạ cũng không về, sau đấy, Vương Phi lệnh nô tỳ đi gọi, Điện Hạ mới về một chuyến, lúc về đêm đã khuya, một lát sau, bất ngờ đi ngay trong đêm, mãi đến khi đêm trước khi khởi hành mới về nhà. Trang Thái Phi lại hỏi. Cả đoạn đường này chúng nó thế nào? Nô tỷ thấy hai điện hạ trên đường cũng chẳng mấy khi nhiều lời, có ngày còn không nói câu nào. Nói xong nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Trang Thái Phi nghe xong, cho cậu đi nghỉ, trầm ngâm một lát, mày càng nhíu chặt, gọi người bảo. Cho gọi kỳ vương đến, bảo chuyện xuất hành ngày mai ta có lời muốn căn dặn. Vị trí của giám xuân các cực kỳ đẹp, mở cửa sổ là cảnh núi hồ xinh đẹp đối diện, không sót thứ gì chỉ là lúc này đã vào đêm lọt vào mắt chỉ còn một mảng trời đen kịt thuốc thận huy mặc trên người một bộ quần áo trong bằng lụa trắng đi ra thấy cô đang đứng tựa bên cửa sổ y lướt mắt qua chiếc hộp gấm đựng hoa man nhớ đến ban nãy cô vừa vào đã tháo ra trà mình cứ như là bỏng cổ vậy y thu mắt tự lên giường xoay người nằm ngủ khương hà nguyên nghe động tĩnh quay lại đã thấy y nhắm mắt nằm trên gối bèn đóng cửa sổ đè xuống cõi lòng đang định rửa mặt đi nằm thì nghe có tiếng gọi ngoài cửa điện hạ thái phi mời điện hạ lại sang một chuyến việc tế bái ngày mai ngày có chuyện phải dặn dò thúc thẩn huy vội xoay người đứng dậy mặc y phục đến trước mặt thái phi trong phòng chỉ còn hai mẹ con y hỏi mẹ còn chuyện cần dặn dò ạ à? trang thái phi đáp một nẻo sinh nhật hủy hủy là hôm nào con bé lấy con lần đầu tiên không được xem nhẹ ta muốn chuẩn bị quà mừng sớm cho con bé đến trường đó dù rằng nó ở nhạn môn cũng có thể đưa sang thúc thần huy khượng lại mọi lễ nghi lập phi trước đây đều có hiền vương và người bộ lễ xử lý y bận cả ngày nào rảnh rỗi tận mắt xem thiệp cưới chứ cưới xong mấy hôm không ngừng có việc đương nhiên y chưa từng nhớ đến cũng không thể nào chính miệng hỏi cô không nghĩ rằng mẹ sẽ hỏi y phản ứng cực nhanh lập tức cười đáp trước giờ con bận quá tự dưng không nhớ chờ con về hỏi lại sẽ báo cho mẹ nhưng mẹ cũng không cần phải bận tâm để ý, con sẽ nhớ. Trang Thái Phi nhìn y, ý cười trên mặt biến mất, lạnh lùng nói. Con bận rộn đến một ngày cũng không nhớ nổi, ta còn trông chờ vào con rảnh rỗi chuẩn bị quà mừng ư. Thúc thận Huy thấy bà tức giận, trong lòng có phần không chắc, mới gặp mặt một tí đêm nay, thật không biết chỗ nào chưa tròn, chọc bà sinh nghi. Lòng thì thầm nghĩ, miệng thì đúng đúng nhận sai, tự trách một phen, lộ vẻ tươi cười trên mặt, sấn lại gần như lúc còn bé, đấm bóp vai lấy lòng bà, dỗ. Mấy năm qua mẹ chẳng thay đổi gì mấy, vẫn giống lúc con còn bé. Còn chưa dỗ xong, tay đã bị Trang Thái Phi hất đi. Tam Lang Nghi nói thật đi, đến cùng là mi đối xử với con bé thế nào hả? Trước khi lên đường, là vì chuyện gì mà bực bội nó? Còn dỗi mãi một đường cho đến chỗ mẹ, sao mà mới cưới có hai ba tháng con bé đã muốn về nhạn môn chứ? đừng có mà đem chuyện quân tình khẩn cấp ra gạt mẹ. Lần này mi năm tuần, hẳn là để chuẩn bị lương thảo quân phí. Phương Nam cách đất Bắc tiền tuyến xa xôi, mi tiện đường tạo thanh thế trong lòng người về chuyện Bắc phạt thôi. Thuế ruộng triều đình bây giờ còn chưa xoay sở đủ, mẹ không tin phía nhạn môn có chuyện gì quan trọng mà buộc con bé phải gấp gáp quay về. Hủy hủy là một đứa nhỏ trung thực, nó không có tâm tư vòng vèo đâu. Mi thì khác, có phải là mi khinh thường nó, làm tổn thương lòng nó không? thuốc thần huy cứng họng lập tức. Sao mà có thể nói nàng ấy tâm cơ thâm trầm, ngay đêm tân hôn đã đòi ba tháng sau rời đi, đến cả cây đao tín vật giờ cũng trả lại luôn đây. Trang Thái Phi thấy y không nói, càng thêm chắc chắn, quát. Mi quỳ xuống cho mẹ. Thuốc thần huy thành thành thật thật quỳ xuống. Trang Thái Phi nén giận nói. Mẹ biết vì sao con lấy con bé, kịch bản nhìn lắm thành quen, cũng không là gì. Xong đã lấy về, đến cả kính trọng tối thiểu nhất mi cũng không biết sao. Mẹ còn cho là mi là đứa có chừng có mực, mi sẽ không ỷ địa vị cao quý, quý tộc thiên hoàng, nữ tử khắp thiên hạ đều tranh nhau muốn lấy mi chứ. Mẹ nói cho mi biết, chưa chắc là con bé đã tình nguyện nhé. Chẳng qua là trên đời này, con gái lấy chồng còn nhiều thứ thân bất do kỷ. Đã lấy nó, cho dù là trong lòng mi có hay không có nó, mi cũng phải làm tận trách nhiệm của người chồng. Giờ mi khinh thường nó vậy, rốt của si mi muốn thế nào? Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu thúc thần huy thấy mẹ nổi giận, chưa kể thần sắc còn nghiêm nghị quá to mình. Y nào dám mở miệng giải thích, cũng không biết nên mở lời thế nào. Y há không biết quãng thời gian này đúng là đã đối xử không tốt với nàng ấy chăng? Song nếu bảo y vẫn giữ tấm lòng không khúc mắt xem như không có việc gì, y làm không được, không có lòng dạ nào. Huống hồ, nàng có muốn y đối xử tốt với nàng đâu? cơ bản nàng ấy cũng chẳng thèm y đối xử tốt với mình. Y chỉ không nói gì, cúi đầu tùy mẹ khiển trách. Đợi bà gian dậy xong, im lặng, y lặng lẽ ngẩng lên, thấy cặp mắt mẹ đã nhìn ra ngoài cửa sổ qua lớp xa màu xanh mây, rơi vào bóng đêm, thẳng như đang suy ngẫm điều gì. Y không dám lên tiếng quấy giày, sợ nhỡ lại ăn chửi. Lát sau, cuối cùng cũng thấy bà như lấy lại tinh thần, lại mở miệng, giọng bà đã trầm thấp đi. Tam lang, cô bé họ khương rất tốt mẹ không nhìn lầm người đâu nếu con đối xử tốt với con bé nó sẽ không phụ con mẹ bảo con đến chỉ nói một câu này dạ con nhớ lời mẹ dạy bảo thúc thần huy luôn miệng đáp con về đi thúc thần huy thấy mặt bà lộ vẻ mệt mỏi dập đầu xong đứng dậy bước tới nói mẹ cũng đã mệt rồi con đưa mẹ đi nghỉ trang thái phi chăm chú ngắm khuôn mặt sớm đã trở nên trầm ồn của con trai nhớ đến dáng vẻ thiếu niên của y rồi nghĩ đến gánh vác mấy năm qua trên người y đưa tay nhẹ nhàng sờ con mẹ không mệt con cũng đừng để mình mệt mỏi các con đều ổn là sờ cầu duy nhất trong cuộc đời của ta con rất ổn trong lòng cũng nắm chắc mong mẹ yên tâm giữ gìn thân thể y mỉm cười đỡ trang thái phi xuống giường nhẹ nhàng đỡ cánh tay bà đưa mãi đến trước tầm điện sai người hầu hạ bà vào nghỉ ngơi quay về chưa đi mấy bước đã thấy trương bảo y trùng sắc mặt Trương Bảo vừa từ chỗ Thái Phi rời đi liền thấy y bị gọi đến, niềm vui được ban thưởng còn chưa tày, đã không kìm được mà run lẩy bẩy. giờ thấy sắc mặt y âm trầm, chưa chờ y mở miệng đã nhào tới quỳ tự khai. Điện Hạ tha mạng, không phải nô tỳ đi mách, ban nãy nô tỳ đã đi ngủ, không biết sao Thái Phi lại thân truyền nô tỳ đến hỏi chuyện, nô tỳ không dám không nói. Nô tỳ tuyệt đối trung thành với điện hạ, lòng này nhận nguyệt chứng giám. Nếu điện hạ không tin, nô tỳ đập đầu chết ở đây để bày tỏ cõi lòng. Nói xong nằm dạp trên đất im tin thít, mãi không thấy động tính, trộm ngừng lên, mới phát hiện điện hạ đã đi từ lâu. Cậu chùi mồ hôi lạnh trên trán, thở phào thầm hô may thật, nếu không, cậu có đụng chạm hay không đụng chạm, hay là lời cậu đụng chạm đến mức nào, thật có phần không nắm chắc. Khương Hà Nguyên chưa đặt lương bao lâu, chợt nghe cửa động, mở mắt quay ra, thấy y đi đến, không nói không rằng cởi áo, lên giường. Cô đang đưa lưng về phía y, luôn cảm giác y không ngủ, hình như luôn nhìn mình. Cô lại mở mắt quay lại, quả nhiên phát hiện y đang nghiêng người dựa vào đầu giường, giống như đêm trước hôm xuất phát, đôi mắt sâu kín nhìn mình. Cô tự dưng sờn lông gáy, không nhịn được. Ngày nhìn ta thế làm gì? Y híp mắt dò xét. Biết vừa rồi mẹ ta gọi ta đến có chuyện gì không? Không phải dặn dò chuyện ngày mai sao? Y hơi hừ lạnh bà ấy vì chuyến bắc về của nàng mà quy tội ta nói ta ép nàng đấy khương hàm nguyên thoáng giật mình suy nghĩ ít lâu rồi xoay người vén chăn xuống giường nàng làm gì thế y đưa tay níu cánh tay cô ta đi gặp bà ấy giải thích rõ ràng không liên quan gì đến ngài thật sự là thanh mộc doanh ta có việc cần ta về gấp nàng quay lại cho ta y dùng sức kéo một cái kéo cô về giường cô ngã ngửa xuống nửa người nằm trên bụng và đùi y y cũng ngồi dậy theo, cúi mặt xuống cô, đè nén hơi thở. Ăn chửi còn chưa đủ, nàng là muốn ta bị gọi đi đánh mới vừa lòng à. Mặt y đè ép cô, cách mặt cô rất gần, vẻ mặt không chút hiền lành, cộng thêm dùng lời lẽ này nói thật khó chịu. Nhưng chẳng biết tại sao, cùng y bốn mắt nhìn gần, trong đầu hiện ra cảnh tượng y bị mẻ cửa trách, cô tự dưng hơi buồn cười không đúng lúc. Cô cố đè xuống khóe môi đang cong, nghiêm túc nói. Buồn cười ngày bị đánh bị mắng với ta thì có gì hay cô đưa tay đẩy khuôn mặt ép người của y ra định nhổm dậy vừa lên được một nửa thì bà vai lại bị đè xuống y nhấc tay đè sang ép cô lại nàng đang cười cái gì sắc mặt y càng thêm khó coi ta có cười sao cô nháy mắt y không nói đăm đăm nhìn cô khương hà nguyên nghiêm mặt rằng có với y chốc lát phát hiện y trùng xuống có vẻ có chỗ nào không đúng người không nhúc nhích dù sao cũng đã từng mấy lần có hành vi thân mật, cơ thể y có phản ứng, cô từ từ cũng hiểu. Cô nhanh chóng nhận ra, cũng ý thức tư thế nằm trên người hắn thế này thật sự không ổn. Vội vàng phát lực thoát khỏi kiềm kẹp của y, xoay người lăn lại chỗ mình vừa ngủ. Cô giả vờ không biết gì hết, ngay lập tức nhắm mắt. Thôi bỏ đi, ta không đi giải thích càng tốt hơn. Hôm nay mệt rồi, ta ngủ đây, mai còn phải dậy sớm. Người bên cạnh cũng không sắp lại gần, chỉ từ từ ngồi ngay ngắn lại, lát sau, bước xuống giường, mở cửa ra ngoài. Y cũng đi không xa, Khương Hàm Nguyên còn phân biệt được bước chân mơ hồ lọt vào tai, có vẻ như y đang dạo quanh đình viện ngoài gian phòng ngủ này. Trừng sau một chén trà, y kết thúc chuyến đi dạo dưới trăng, bước vào, dừng lại trước chiếc giường nhỏ mà nói: "Từ ngày mai, cho đến khi có người đến đón nàng, nàng cũng không cần giải thích gì với mẹ ta, tránh cho bà thêm phiền não." tất cả đều là ta sai là được. Cuối cùng, y hờ hững thốt. Chương 54. Từ hành cung đi về hướng tây nam trăm dặm, núi xanh quanh co, sông lớn như dài thắt lưng, nơi đây chính là chỗ lăng tầm Ngô Việt Vương ông ngoại của Thúc Thận Huy. Anh em của Trang Thái Phi nhiều năm trước được phong vương ở Đông Dương, ở cách đây năm 600 dặm, đêm qua Thúc Thận Huy yên lặng cải trang đến nơi, dĩ nhiên phía bên kia còn chưa nhận được tin, nên cũng không cần phô trương. Sáng sớm, dưới sự hộ tống của một viên quan chấp sự do Thái Phi sắp xếp, một toán mấy chục người xuất phát đi vương lăng. Buổi chiều đến nơi, quan giữ lăng đêm qua đã được người cưỡi khoái mã đưa tin, đã chuẩn bị kỹ càng mọi lễ vật bái tế từ trước. Nghỉ ngơi thay y phục xong, Thúc Thận Huy đưa Khương Hàm Nguyên vào vương lăng làm lễ bái tế. Ông ngoại đã qua đời khi y còn nhỏ, chỉ từng đến thăm một lần duy nhất là vào năm y 7 tuổi. Lúc ấy ông ngoại tuổi già bệnh nặng, phụ hoàng y thương xót mẫu phi của y, đặc biệt đồng ý cho bà dẫn theo hoàng tử xuôi nam thăm viếng. Nhớ lúc ấy ở lại hai tháng, dù chỉ vòn vẹn hai tháng, sau khi y hồi kinh, ông ngoại đã cưới hạc quy tiên, nhưng ông ngoại rất yêu thích và cưng chiều bảo bọc, khiến thúc thận huy khắc sâu ấn tượng, nhớ mãi đến giờ. Ấy cũng là vì sao đã sau nhiều năm, vừa tới, y liền không để ý đi đường mệt mỏi, hôm nay đã đến cúng bái trước. Đây không phải là làm cho người xem mà là niềm kính trọng và hoài niệm của người thân đã qua đời của y. Vẻ mặt y tao nhã, cực kỳ trịnh trọng. Khương Hàm Nguyên không biết Ngô Việt Vương, nhưng cũng biết chiến tích vĩ đại trong thời loạn bảo vệ giang nam, che chở dân chúng một phương tránh được chiến hỏa đồ thán của ngài, đã tới, đương nhiên cũng là thành kính kính bái. Tế lễ qua đi, trời đã ngả hoàng hôn, đường về thành không gần lắm, ngay đêm đó, hai người theo thông lệ, nghỉ tại chùa Công Đức trong núi gần đó hàng năm, vương tộc đến đây tế tổ xong, chắc chắn người làm phải nghỉ đêm tại chùa công đức, qua hôm sau mới rời núi về thành. Nên trong chùa cũng đã chuyên dành ra mười mấy gian tinh xá dùng để nguyên đón quý nhân. Nhất là lúc này, người đến là vợ chồng nhiếp chính vương đương triều tiếp đãi càng thêm chu đáo, trụ trì tự mình rời núi đến đón. Đoàn người vào chùa dùng bữa chay, trên núi trời tối rất nhanh, nhanh chóng đã vào đêm. Người ta nói núi sâu chùa cổ rất hợp cho giấc ngủ ngon dù khương hàm nguyên không hề thấy mệt mỏi nhưng cũng không biết đi đâu dưới sự dẫn dắt của trương bảo và hai tiểu xa di tùy ý đi dạo một vòng chung quanh lúc quay về đã đóng cửa ngủ sớm tuy cô và thúc thận huy là vợ chồng nhưng ở trong chùa nam tân nữ quyến đương nhiên không nên ở chung chỗ của cô ở là hậu điện phía tây chuyên bố trí dành cho nữ quyến thúc thận huy ở phía trước gần khu am trụ chị ở trương bảo hầu hạ xong xuôi quay lại trước mặt thúc thận huy ở đây có một hòa thượng chơi cờ rất giỏi. Buổi chiều trong núi không có gì làm, thúc thần huy bèn gọi đến, pha trà đánh cờ, bất giác trăng đã lên giữa trời, tận hứng mới tàn. Về phòng, y bèn hỏi đêm nay Vương Phi đã làm gì? Trương bảo bẩm Ăn xong, Vương Phi chỉ dạo mấy bước quanh núi rồi đi ngủ sớm. Trong núi yên tĩnh, giờ này hằng ngủ rồi à. Vừa đáp xong, cậu thấy nghiếp chính Vương cũng không trả lời, dừng trước cửa sổ nhìn ra trăng sáng xa xa trên bầu trời đêm, không biết đang nghĩ gì, lát sau, chậm rãi cúi đầu, đóng cửa sổ, bảo đi ngủ đi. Một đêm trăng sáng gió mát, lúc này, ngoại trừ tiếng gió trong núi, thì thoảng chỉ nghe vài tiếng cú kêu mơ hồ vọng từ núi sâu, càng thêm tịch liêu. Đêm đã khuya, Thúc Thận Huy nằm trên giường yên tĩnh nhắm mắt, song mãi lâu cũng không thể nào ngủ được. Trường bảo ngủ ở gian ngoài có lẽ dạo gần đây quá mệt mỏi, vừa đặt lưng đã ngáy như sấm, khiến Thúc Thận Huy càng không thể chìm vào giấc ngủ. Y nhắm mắt một lát, chợt nghĩ đến người mà Khương Tổ vọng phái đến đón nàng ấy, nghe nói cuối tháng sẽ đến, chỉ còn không đến 10 ngày. Trong lòng Y bỗng tuôn ra một cơn bực bội, xoay người ngồi dậy, ngồi trong bóng đêm một lát, bèn xuống giường của quảng mặc y phục, đi qua tiếng ngáy không dứt của cậu tiểu hầu, mở cửa. Chủ cửa ọp ẹp phát ra tiếng kẽo kẹt vọng vào trong tai trương bảo. Cậu ta dù đã thiếp đi, song trực đêm nhiều năm đã luyện thành phản ứng như bản năng, nghe tiếng chợt bừng tỉnh, hé mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy thẳng như nhiếp chính vương ra ngoài lập tức nhảy xuống giường đuổi kịp hỏi đã trễ thế này điện hà còn định đi đâu thúc thận huy là nghĩ đến lúc đánh cờ trụ chỉ có đề cập qua một câu đêm nay giờ sửa ba khắc có thủy chiều lên ngoài bờ sông mấy chục dặm có tòa cổ tháp là điểm xem chiều đẹp nhất y thực sự bị tiếng ngáy của trương bảo làm cho mất ngủ phập phồng không yên thấy còn kịp giờ chi bằng đi xem chiều đêm bèn nói một câu bảo cậu tự đi ngủ không cần theo trương bảo há chịu bị bỏ lại vội hấp tấp sỏ dày đuổi theo bảo rằng cậu cũng phải theo nghe dùng đi mấy bước chợt nghĩ tới điện hà không đưa vương phi cùng đi sao ạ à? thúc thận huy dừng bước quay sang liếc cậu hay mai cậu đi bẩm thái phi lĩnh thường đi trương bảo rụt cầu ngậm miệng vội đuổi theo thúc thận huy dẫn theo hai thị vệ trực đêm gọi một hòa thượng biết đường cộng thêm trương bảo tới chuồng ngựa dẫn ngựa ra từ cửa sau chùa mà đi về hướng bờ sông ánh trăng trong sáng đủ để chiếu đường, nhưng đường trong núi quanh co uốn lượn, chạy mấy chục dặm mất hơn nửa canh giờ, thấy không kịp đến bờ sông đã tới giờ chiều lên, bèn vọt đi. Ngắm chiều vốn chẳng qua là ý nghĩ nhất thời chờ tới. Sau khi lên đường, Thúc Thần Huy cũng chẳng mấy mong chờ, hứng thú bộc phát không còn mấy, vó ngựa chậm dần, cuối cùng gìm ngựa đứng trên con đường núi dưới ánh trăng. Người đi cùng cảm giác được, tất cả đều dừng lại nhìn nhiếp chính vương trên lưng ngựa hòa thượng rất sợ hãi, xuống ngựa xin tội. Thúc thần huy ngồi trên lưng ngựa, ngóng nhìn phía trước. Bờ sông dưới chân núi không còn xa, thấp thoáng có thể nhìn thấy hình dáng tòa tháp cổ, dưới đêm trăng, ngọn tháp cao ngất, lờ mờ. Hòa thượng nói, mặc dù thời điểm chiều lên đã qua, nhưng cũng có mấy điều đồn về tòa tháp cổ, vì thế mà nhiều năm qua, tục truyền dưới tháp tụ đủ cát khí, trèo lên đỉnh tháp có thể bảo hộ bình an. Thuốc thần huy nào tin vào những lời thôn dã này chứ, nhưng nửa đêm chạy đi, đã đến đây rồi, dù có thế nào trèo lên đỉnh cũng không tính là uổng công một chuyến. Y chợt không thấy hứng thú chút nào, đang định quay đầu khởi hành trở về, bỗng lúc này nghe Trương Bảo sau lưng hô to. Cháy, hình như trong chùa có cháy. Thuốc thần huy nghe tiếng quay lại, quả nhiên nhìn ra sau lưng, chỗ chùa công đức trong núi, ánh lửa đang liếm trời, xem ra không nhỏ. Vì đêm khuya, Xung quanh đen kịt, chỉ một áng đỏ kia, cực kỳ bắt mắt. Ánh lửa hóa thành hai điểm, chiếu rọi vào cặp đồng tử của Thúc Thận Huy. Y nghĩ tới một người, tìm như cũng bị ánh lửa kia liếm tới, thít chặt phút chốc, khi những người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên kéo mạnh ngựa cưỡi chuyển hướng, phóng nước đại về phía ánh lửa. Gió núi đang lớn, lửa mượn gió thổi hừng hực đốt. Vị trí của y xem thì cách chùa không xa, nhìn có thể thấy nhưng thực tế uốn lượn quanh co y không phải thần nhân để đằng vân giá vũ, bằng tấm thân máu thịt nặng nề này trong tích tắc sao có thể chạy về tới ngay. Điều duy nhất y có thể làm là phóng nước đại, vó ngựa phi nhanh một mạch, đá vụn lạo xạo từ đường núi rơi xuống không dứt, bỏ rơi đám tùy tùng thật xa. Trên đoạn đường chạy về, tràn đầy cõi lòng y chỉ một nỗi chờ mong, đó là chỗ cháy xa nàng ấy chút. Nàng phải bình an vô sự, nhưng càng đến gần chùa núi, niềm hy vọng càng xa vời. Đến khi y rốt cuộc về tới, phi thân nhảy xuống lưng ngựa, xông vào cổng chùa, đập vào mắt y đầy rõ ràng. Chỗ bốc cháy nào phải nơi khác, mà là vùng phía sau mà cô nghỉ ngơi. Gió bọc ngọn lửa cuồn cuộn bốn bề, quanh tai là tiếng kêu khóc lộn xộn, y nhìn thấy đám hòa thượng từng người hoảng hốt, ôm thùng nước vừa đi vừa về truyền nước, nhưng trong ngọn lửa lớn rừng rực này, như dã chàng xe cát, chớp mắt đã bốc hơi sạch. Có mấy hòa thượng ôm mình đứng gần, trụ trì được vài hòa thượng dìu đỡ đám hòa thượng dậm chân có, gào khóc có, niệm Phật có, thấy y bèn lào đảo chạy tới, quỳ thụp đầy đất. Bảo nhang nến phía hậu điện bị chuột cắn đứt, đã thiêu đốt đại điện, nhanh chóng lan ra xương phòng bên cạnh. Y cơ bản không để ý đến đám hòa thượng này đang nói gì, y cũng chẳng muốn nghe. Ánh mắt y khẩn trương lướt qua từng bóng lại từng bóng hình lộn xộn múa mây trước mắt, lo lắng tìm người y muốn gặp. Lúc này, y nhìn thấy lưu hướng nhanh chân chạy về phía mình. Vương phi đâu, nàng đâu rồi? Thúc Thận huy quát. Một ý niệm mong chờ đã mất sạch, giờ đây trong lòng y chỉ còn lại mỗi một ý mong chờ duy nhất, đó là nàng ấy đã sớm tự thoát thân, đang ở một nơi an toàn không có ánh lửa. Nhưng câu trả lời của Lưu Hướng lại làm tim y chìm xuống lần nữa, như rơi vào hố băng. Trong đám người chạy ra từ đám cháy không thấy Vương phi, hai thủ hạ phụ trách phòng thủ phía Tây xương chỗ nàng ấy ở đêm nay cũng không thấy bóng dáng sau khi phát hỏa, thần tìm kiếm vương phi khắp nơi, nhưng Tây Sương phòng quá gần hậu điện, lại ở dưới đầu gió quá nhanh. Vi thần dẫn người mấy lần vọt vào cũng không tìm thấy. Rồi sau đó khói lửa quá lớn, hiện giờ không còn cách nào. Mặt ông đầy vết khói hôn, dầu tóc cháy xém, giọng cũng bị khói hôn đến khàn đặc. Thuốc thần huy đẩy người ra, trong tiếng kinh ngạc khắp nơi sau lưng, xông đến một ô cửa cháy lung lay sắp đổ, chạy đến chỗ cô nghỉ đúng như lời của Lưu Hướng, thế lửa đã xem như nuốt hết toàn bộ hậu điện và một vùng xương phòng gần đó, biển lửa hừng hực. Đốm lửa khói từ không trung không ngừng rơi xuống, hơi tới gần, đập vào mặt là sóng lửa cuồn cuộn, ép sâu tóc người dựng lên, lỗ chân lông đều mở, hơi nóng áp bức rót vào da. Nguyên, Nguyên, Khương Hàm Nguyên. Thúc thận huy nhớ tới lần trước một tiếng mình từng gọi. Lại kêu to lần nữa. Nhưng lần này không có ai đáp lại chỉ có một trận gió kẹp lấy đốm khói lửa cuồn cuộn đối diện lao tới y. Y kịch liệt ho khan. Lưu hướng và vài tùy vệ khác vọt lên. Điện hạ đi mau, ở đây lửa quá lớn. Nàng ấy rốt cuộc đang ở đâu vậy? Chả nhẽ ngủ say đến bất tỉnh, giờ đang bị vây giữa biển lửa, mất mạng. Y bị khói lửa và hơi nóng làm cho gần như không thể mở mắt hoàn toàn. Lông mày y cũng như muốn bị lửa to liếm mất, làn da trên người y cảm giác như cháy phỏng kim châm trong lòng Y một cảm giác sợ hãi thẳng như lúc trước Y từng trải qua mà giây phút này còn thêm như đâm vào tim nữa. Y bị cảm giác sợ hãi vồ lấy rất chặt. Y tự hối hận vì đêm nay không hiểu sao lại rời nàng ấy. Nếu không đi, Y vẫn ở đây. Nếu phát hiện có cháy, Y hoàn toàn có thể kịp thời chạy đến chứ không phải như lúc này, không làm gì được. Y nhìn thấy một thị vệ chạy vội đến, người khoác một tấm chăn dày ướt nhẹp. Y một tay giật lấy, nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh. Xác định vị trí xong bèn quấn miền ướt trên đầu, nín thở phóng tới một chỗ trong không trung đang cháy. Khu phòng ở còn chưa sập, bên trong chưa bị thiêu rụi hoàn toàn. Nói không chừng nào ấy chỉ bị khói hôn hôn mê thôi. Y đang ở đây, nếu không tự mình vào xem qua, sẽ không cam lòng. Điền hà quay lại. lưu hướng lạc giọng giống to, dũng cảm quên mình cùng bọn thù hạ đuổi theo ngăn cản. Điền hà, điền hà, điền hà trong đàm âm thanh kiệt lực lạc giọng hô to đầy hỗn loạn, chợt thúc thận huy nghe thấy một giọng con gái. Một tiếng điện hạ này, như một mảnh chuông đang lan lộn bỗng phát ra một tiếng trong trèo mà thâm trầm, đè xuống mọi âm thanh hỗn tạp, đánh vào màng nhĩ y, thẳng đếm trái tim y. Tim y vang âm này lên, y dừng chân trước ánh lửa, quay lại, nhìn thấy một bóng người đang vội chạy về phía mình. Điện hạ quay lại, Khương Hàm Nguyên dùng hết hơi, hướng về bóng người mơ hồ trong ánh lửa kia, lớn tiếng gọi. Đêm nay sau khi đặt lưng, cô nhầm tính thời gian phản kính sẽ đến. Nếu không có gì thì hẳn sẽ là cuối tháng, cũng chỉ còn 7-8 ngày. Cô thực không ngủ được, bèn nhớ đến lúc chạm vạng tối tàn bộ tiểu sa di có bẩm có một ngọn tháp cổ ngoài mấy mươi dặm có thể xem chiều đẹp nhất. Cô nhất thời hứng chí xuống giường, cùng hai thân vệ tùy thân chạy thẳng ra khỏi chùa, cưỡi ngựa tìm đường, đến nửa đêm, rốt cuộc đã tìm được ngôi tháp cổ bên bờ sông, trèo lên đỉnh đón gió ngắm cảnh Thủy Triều. Lúc ấy Thủy Triều đêm đã qua, mặt sông dần dần lắng lại, xem xong cô vẫn chưa muốn về lắm, dứt khoát trèo lên đỉnh tháp, một mình ngồi dựa vào trên đỉnh tháp cao cao. Đang đón gió đêm, nhìn quanh bốn bề, lại phát hiện ánh lửa ở hướng môi chùa. Vừa chạy về tới chùa đã nghe người nói nhiếp chính vương đang tìm mình khắp nơi. Điện Hà, điện Hà quay lại đi. Y khượng lại một lát, đột nhiên quăng khăn ướt ra, vội chạy đến cô, giang tay ôm lấy cô vào lòng. Cứ thế, trong ánh mắt bao người chung quanh, y ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào tóc cô, không nhúc nhích. Lực tay y mạnh đến mức Khương Hàm Nguyên cảm thấy xương sườn đều như muốn bị bẻ gãy, mơ hồ đau đớn. Không chỉ thế, cô còn người thấy mùi khói lửa ám vào da tóc y, còn cảm giác được nhịp tim đang đập bình bịch mãnh liệt dưới ngực y. Cô buông thõng hai tay, yên tĩnh mặc cho y ôm mình một lát sau, cảm thấy cuối cùng y cũng nhúc nhích, từ từ buông lỏng cô, đổi sang nắm lấy tay cô, nhanh chân bước ra ngoài. Đám lưu hướng cũng rối rít giúp nhau dập tắt đốm lửa trên tóc trên người, nhanh chóng rút khỏi đám cháy. Ngay sau khi đoàn người ra ngoài, cùng với một cơn gió bỗng ảo tới, hậu điện và xương phòng bị cháy sụp đổ đánh ầm. Đêm chỉ còn vài canh giờ, Khương Hàm Nguyên nghỉ ở trong gian phòng nhỏ mà thúc thận huy vốn nghỉ ngơi. Y lệnh cho cô không được phép ra ngoài, phải ngủ. Bảo Lưu hướng canh chừng. Bên ngoài các vị sư quỳ đầy đất chờ thỉnh tội, sau khi y rời khỏi đã sắp xếp người chữa cháy, đến hừng đông, lửa cuối cùng cũng đã tắt, may không có người chết, chỉ bốn năm nhà sư bị bỏng. Y quay về nghỉ ngơi xong cũng không ở thêm, ngay sau đó đã đưa Khương Hàm Nguyên xuống núi quay về. Trên đường về lần này, Khương Hàm Nguyên thấy y im lặng lạ thường. Nhiều lần, cô cảm giác tựa như y đang ngó mình. Nhưng đến khi quay lại nhìn thì y lại trốn tránh ánh mắt của cô. Tâm tình cô cũng đang hỗn loạn, trận hỏa hoạn bất ngờ đêm qua làm cô rất mông lung. Nhưng ngoại chưa im lặng, lúc này dường như cô cũng không có gì để nói. Chiều cùng ngày, họ về tới hành cung, mới bước lên sơn giai đã thấy viên thái giám chấp sự hôm trước bước nhanh ra đón, hành lễ xong, cười nói: "Vương phi điện hạ, phàn tướng quân của nhạn môn đã đến." Khương Hàm Nguyên khẽ giật mình, dừng bước trên bậc thang đêm qua cô vừa tính ngày phản tính đến cho là cuối tháng không ngờ ông bất ngờ đến sớm không chỉ vậy là sớm rất nhiều ngày cô vốn nên vì thế mà thấy hân hoan song chẳng biết tại sao có thể là còn chưa tỉnh táo lại sau trận cháy lớn lúc này tự dưng nghe được tin trong lòng cô lại chẳng thấy hân hoan tẹo nào theo phản xả cô quay sang nhìn người đi cùng mình thầy y cũng khựng lại xoay mặt sang nhìn cô hai người đang yên lặng bốn mắt nhìn nhau, bỗng, một giọng to tràn đầy vui vẻ từ phía trước vọng tới. Tiểu nữ quân, ta đến chậm, chớ trách. Khương Hàm Nguyên dương mắt, nhìn thấy một đại hán dâu ria xồm xoàm được mấy công nhân dẫn đường, vội vàng bước xuống bậc, nhanh chân đi về phía mình. Thật đúng là chú Phàn Kính. Cô tỉnh táo lại, cũng vội vàng bước tới mỉm cười. Chú Phàn, sao hôm nay người đã đến rồi? Phàn Kính tươi cười, đang tính trả lời, lại nhìn thấy người bên cạnh cô, dừng lại, thu nét tươi cười, nhanh bước đến gần người kia làm lễ đại bái, cung kính nói. Mặt tướng phàn kính hành dinh nhạn môn, bái kiến nhiếp chính vương điện hạ. Lúc nhiếp chính vương đi tuần biên phàn kính từng gặp y. Hiện giờ tuy y không còn dáng vẻ thiếu niên nữa, nhưng ngũ quan vẫn như xưa, chỉ khí chất có thay đổi thôi. Dĩ nhiên phàn kính nhận ra ngay. Thúc thận huy đưa mắt nhìn vị khách đến từ nhạn môn, từ từ lộ ý cười, cho bình thân, không chỉ thế, còn giang tay giả nâng ông lên. Phản tướng quân không cần đa lễ. Y nói, phản kính cực kỳ ngoài dự kiến. Ông chẳng qua chỉ là một vị tướng quân trong số đông đảo tướng quân ở nhạn Môn, không gọi là có tên tuổi. Mới gặp mặt, nhiếp chính vương lại dùng lễ ngộ ấy với ông, không khỏi kinh ngạc, vội tạ ơn rồi luôn miệng xưng không dám. Thúc thận huy lại thăm dò. Không phải vài hôm nữa phản tướng quân mới đến à? Trước đây dù phản kính từng gặp mặt và có ấn tượng cực tốt đối với y. song xưa đâu bằng nay, giờ y đã là nhiếp chính vương, uy thế không thể so bì, không ngờ đã rất lâu sau nhiều năm ngài vẫn thân thiện như xưa. Phản kính thả lỏng tâm tình, giải thích. Mà tướng nhận lệnh đại tướng quân đi đón nữ tướng quân, sợ làm trễ nái việc chính sự của nhiếp chính vương, bèn đi cả ngày lẫn đêm, nên mới đến sớm mấy ngày. Thúc thận huy vẫn mỉm cười. Rõ rồi phản tướng quân trung tâm đáng khen vất vả rồi vừa rồi đã gặp mẫu phi của ta rồi chứ phản kính bận rộn mà cung kính nói sáng nay mà tướng vừa đến đã may mắn được thái hoàng thái phi triệu kiến thân thiết nói chuyện còn mời cơm mà tướng cực kỳ cảm kích thúc thần huy khẽ gật xoay sang khương hàm nguyên nãy giờ không nói gì hẳn nàng và phản tướng quân có lời muốn nói ta không quấy dày nữa nói xong y cất bước đi vào phản kính đưa mắt nhìn bóng nhiếp chính vương nhẹ lướt đi mãi đến mất dạng mới thu tầm mắt nhìn khương hàm nguyên chân thành khen phong phạm của nhiếp chính vương càng hơn năm đó khương hàm nguyên cười đáp dẫn ông vào hỏi thăm đám người bên kia phản kính bảo tất cả rất khỏe còn nói cô vừa đi một tháng ba ngày hai lượt tụi dương hồ lại tìm ông nghe ngóng hôm nào cô về biết lần này ông đi đóng cô tất cả đều rất vui mừng khương hàm nguyên cười nói ta cũng có phần nhớ bọn hắn. Trước mặt không có người ngoài, Phan Kính cười nói. Tôi biết tiểu nữ quân lòng hướng nhạn môn, đã rời ba bốn tháng hẳn ngày đêm đều nghĩ tới quay về. Chú Phan sợ cô đợi lâu mới vội chạy đến. Ban nãy gặp Thái Phi, tôi còn cố ý đề cập, bảo trong quân doanh cô có chuyện quan trọng, tránh Thái Phi cho rằng cô không muốn ở lại. Tiểu nữ quân đã suy nghĩ hôm nào khởi hành chưa? Khương Hàm Nguyên trầm ngâm một lát, nói. Chú Phan đã đến sớm, vậy chúng ta mau chóng khởi hành. Tôn trưởng ở trên, để cháu đi nói trước với Thái Phi một tiếng. chương 55 Khương Hàm Nguyên gọi Phản tính dẫn tùy vệ đi cùng theo vệ hạ đi nghỉ còn mình thì đi tìm diện kiến trang Thái Phi. Thúc Thần Huy cũng ở đấy, đang thưa chuyện sự cố cháy chùa công đức đêm qua với mẹ chuyện lớn vậy y có muốn giấu cũng không được. Theo lời y thế lửa đã nhỏ đi không ít, nhưng Thái Phi vẫn nghĩ mà sợ, an ủi Khương Hàm Nguyên một phen, vừa đau lòng khiển trách con. Con sao vậy, đã bao lớn rồi, vậy mà chỉ lo đi dạo chơi một mình. Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài thì cũng thôi đi, không nhớ kêu hủy hủy một tiếng sao. Nếu không phải tiên tổ phù hộ, hủy hủy cũng ra ngoài, còn để con bé lại đằng đó một mình, ai nấy đều ngủ say, lẽ nào không phải cực kỳ nguy hiểm rồi sao? Khương Hàm Nguyên cảm giác Trang Thái Phi là tức giận thật sự, y cúi đầu không nói một lời, bèn chen lời mẫu phi hiểu lầm rồi ạ à. ban đầu chàng có qua gọi con là do con không muốn đi đến khi chàng đi rồi con ngủ không được lại đổi chủ ý tự mình cũng ra ngoài thật sự không liên quan đến chàng đâu ạ à. Chàng thái phi ngừng lại mặt mày mới từ từ giãn ra khương hàm nguyên cảm thấy người bên cạnh quay sang như đang nhìn mình cô vẫn không nhúc nhích mắt vẫn nhìn thái phi đối diện nói tiếp lần này được gặp mẫu phi trong lòng con cảm thấy rất gần gũi như được gặp mẹ mình. Lại được mẫu phi cực kỳ thương yêu, con cũng rất muốn ở lại lâu hơn, phụng dưỡng mẫu phi, nhưng mà chú Phản đã đến. Con tới đây, là muốn kính tuân theo mẫu phi, phải chăng còn có việc gì khác không? Nếu không còn, con dự định sẽ mau chóng lên đường. Cô thật sự thích thái phi, cũng thích nơi đây, nhưng lương viên tuy hào, bất thị cửu luyến chi ra sao? sao mọi chốn phồn hoa tuy rất tuyệt nhưng cũng không đáng lưu luyến bằng quê nhà mình. Cô đến từ đâu nên về lại đấy? Về điểm này, trong lòng cô cực kỳ rõ ràng. Trang Thái Phi trầm ngâm một lát, ánh mắt đột nhiên chuyển sang đứa con đang im lặng nhìn Khương Hàm Nguyên Nhi Tử, thình lình gọi. Tam lang. Thúc thận huy sực tỉnh, nhanh chóng thu mắt khỏi cô, quay lại nhìn mẹ. Bên phía hủy hủy, còn còn việc gì không? Trang Thái Phi hỏi. Thúc thận huy thoáng có phần trần trừ, chưa trả lời ngay. Nào ngờ, chưa đợi y mở miệng, trang thái phi đã nhẹ gật đầu. Hiểu rồi, là không còn việc gì. Bà không nhìn con nữa, lại quay sang khương hàm nguyên cười nói. Hủy hủy, ta cũng cực kỳ không nỡ để con đi. Còn phàn tướng quân, ta thấy ông ấy đường xá xôi, cũng muốn sắp xếp mời du ngoạn một hôm, xem như tận mấy phần tình nghĩa chủ nhà. Nhưng sáng nay nghe ông ấy nói, hình như phía nhạn môn thật sự có việc quan trọng ông ấy đang cực kỳ sốt ruột. Nếu đã thế, thôi, chính sự quan trọng. Về phía ta, Vương Lăng cũng đã viếng, còn chuyện khác cũng có thể không cần. Hủy hủy con cứ thu xếp đi, ngày nào cũng được. Thái Phi hơi trầm ngâm, lại nói. Con không cần e dè ta, nếu thật sự có việc, ngày mai cũng không sao. Thúc thận Huy nhanh chóng ngước mắt nhìn mẹ. Trang Thái Phi chẳng mảy may để ý, chỉ chờ Khương Hàm Nguyên đáp lời. Khương Hàm Nguyên cục mắt. Đa tạ mẫu phi thông cảm, không trách con vô lễ. Vậy mai con sẽ khởi hành. Trang thái phi gật đầu, lập tức thở dài. Ta thật sự không nỡ mới đấy đã rời con. Quan ải xa xôi, dù biết mai này chắc chắn con còn đến thăm ta, nhưng cũng không biết là năm nào tháng nào. Bà ngừng đoạn, bỗng ra hiệu Khương Hàm Nguyên đến bên cạnh mình. Khương Hàm Nguyên bước qua, bà giang tay ôm cô vào lòng. Khương Hàm Nguyên ngoan ngoãn vùi mặt sâu trong lồng ngực mềm mại ấp áp của Thái Phi. Trong hơi thở của bà cũng thoang thoảng người thấy một sợi hương thanh đàn và hoa lan hòa quyện nhẹ nhẹ. Dần dần, mắt cô hơi nóng lên. Thái Phi trước mặt làm cô chợt nhớ tới người mẹ trong giấc mơ của mình. Chàng Thái Phi lặng lặng ôm cô một lát, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, chậm rãi buông cô ra, ngắm nghĩa gương mặt cô, cuối cùng vén sợi tóc lạc rơi trên mặt cô, nở nụ cười dịu dàng. Cứ vậy nhé hủy hủy con lên đường bình an. Bà đẩy Khương Hàm Nguyên ra, xoay lại nhìn con, lần đầu tiên trực tiếp gọi tên con. Thận Huy, ta tới đây chính là vì gặp hủy hủy. Bây giờ người đã gặp được, ta cũng thấy đủ, ta nên về rồi, các con không cần đưa tiễn ta. Chuyện ngày mai nó lên đường con tự sắp xếp cho thật tốt. Bà gọi Thái Giám chấp sự dặn dò thu xếp về núi. Thái Giám chuẩn bị cho Thái Phi khởi giá, bận rộn mà không loạn, rất nhanh chóng, dư giá chuẩn bị xong, cả đám người đợi bên ngoài. Thúc thận Huy Khương Hàm Nguyên đưa Trang Thái Phi ra cửa cung. Bà cũng không nói thêm gì, đi đến trước dư giá bèn dừng bước, quay lại ngóng nhìn hai người đang sóng vai dưới bậc thềm thật sâu, mỉm cười, phủi tay ra hiệu hai người dừng bước, ngay sau đấy leo lên dư giá. Khương Hàm Nguyên dõi mắt nhìn theo Thái Phi cho đến khi đoàn người dần dần biến mất trong tầm mắt, quay sang lia mắt qua người bên cạnh. Mặt cô hiện ý cười, nói, phía ta cũng không có gì, không cần Điện Hạ sắp xếp giúp đâu. Nếu Điện Hạ đang có chuyện cứ lo giải quyết đi. Cô nói xong, y lặng thinh không đáp. Cô nhẹ gật đầu với y. Ta về trước thu dọn đồ đạc. Đi mấy bước, chợt nghe tiếng y sau lưng. Phản kính đường xa mà đến, để ta dẫn ông ấy thăm thú xung quanh một chuyến. Dù gì cũng đã đến, chỉ mấy bước thôi, không làm ông ấy mệt nhọc gì. Khương Hàm Nguyên vội quay lại nói. Không dám cực khổ phiền tới ngài để ta dẫn chú phản đi dạo quanh đây được rồi nói xong lại nghe y đáp không sao hôm nay ta rảnh lời mẹ ta nàng cũng vừa nghe rồi đấy vốn là ta nên tận tình nghĩa chủ nhà đêm qua nàng đã bị kinh sợ đi nghỉ ngơi đi y nhẹ gật với cô lập tức cất bước rời đi khương hàm nguyên thấy y đã có ý đó đành xuôi theo tự về phòng thu dọn đồ đạc phản kính nghe nhiếp chính vương nói muốn tự thân đưa mình du hồ càng thêm giật mình sao dám nhận, liên tục bái tạ không dám. Nhiếp chính vương cười nói. Phản tướng quân không cần khách khí. Vương Phi đã gọi ông là chú, là quan hệ thân quen chứ nào phải người ngoài, bổn vương chỉ thể hiện chút tình nghĩa chủ nhà cũng là phải. Ông và Lưu Hướng là chỗ quen biết từ trước, bổn vương gọi ông ấy cùng tiếp khách. Phản tính một là từ chối không được, hai là càng thêm thấy ngài ấy là người sảng khoái, tính tình chính trực, nên rất ngưỡng mộ, bất giác cảm thấy gần gũi này y mấy phần muốn kết giao lại nghe được lưu hướng cũng có mặt, đúng là nhiều năm chưa gặp, thế là luôn miệng nói tạ ơn, đồng ý. Ngày hôm đó qua đi, trời đã tối. Khương Hàm Nguyên đã ở trong hành cung đợi cả bọn về. Đợi chán chê không thấy phản kính về, cuối cùng chỉ thấy mỗi trương bảo. Trương bảo sinh động như thật kể lại, nhiếp chính vương dẫn phản kính du hồ, lưu hướng đi cùng, chẳng vãng tối đi dùng cơm ở một nơi cực kỳ lịch sự tao nhã, còn có kiểu nương hát khúc như tiên trên trời đến góp vui, chủ khách đều rất hào hứng, có lẽ không về được ngay, nhiếp chính vương bảo cậu về trước bẩm vương phi một tiếng, rằng uống ít rượu sẽ về, bảo cô không cần lo cho phản tướng quân. Sau khi Khương Hàm Nguyên đến đây, không có ý ở lâu, hành lý cần sửa soạn không nhiều, đã thu dọn xong. Lại là một đêm dài trăng trong gió mát, Trương Bảo về rồi, cô thật lâu không cách nào chợp mắt, đứng tựa bên cửa sổ nhìn ra hồ, ngắm mặt hồ và bóng núi yên tĩnh dưới trăng ngoài cửa sổ, còn có con đường từ chân núi lên đến hành cung lưng chừng núi xa xa. Ánh đèn của một toán người đi đường chiếu rọi trong đêm. Lờ mờ. Hồi lâu, cô đóng cửa sổ, quay lại giường nằm. Cô vẫn để đèn trong phòng. Cô nhắm mắt, nhưng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Qua hồi lâu, đình viện và hành lang bên ngoài kia vẫn im ắng. Bên tai, ngoại trừ tiếng sột soạt do gió mát hiu hưu thổi qua nhành quế góc đình viện, không còn động tĩnh nào khác đúng nửa đêm nến trong phòng cũng chầm chậm cháy hết rốt cuộc đổ ụp tim nến đổ vào giữa ổ sáp nóng chảy ánh nến đã tắt trong phòng lâm vào cảnh lờ mờ ánh trăng dần dần tỏ ánh vào cửa sổ lặng lặng đổ xuống mặt đất phía trước cửa sổ khương hàm nguyên nhắm mắt chờ mình quyết định đi ngủ sáng mai sẽ khởi hành cô nhất định phải nghỉ ngơi cô nhắm mắt như mơ như tỉnh cũng không biết bao lâu trong tai cô lại có tiếng sột soạt rất nhỏ từ đình viện vọng vào. Như gió thổi qua khu vườn, lại thẳng như không phải. Cô nằm yên một lát, từ từ mắt, cuối cùng xuống giường, sỏ đôi guốc đáy mềm, im ắng đi tới cửa. Rốt cuộc đã đến sau cửa, tim bỗng nhảy dồn dập như muốn đánh vỡ lồng ngực cô. Trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, ngay tích tắc này, cách một cánh cửa, trở nên càng thêm mãnh liệt. Cô đưa tay, chậm rãi, mở cửa. Ngoài cửa, một bóng người ánh vào tầm mắt cô thúc thận huy đã về tự khi nào cứ thế đứng trước cửa dựa vào một cây cột hiên cô không nói gì y cũng không lên tiếng ngay cách một lớp cửa hai người nhìn nhau chốc lát trong bóng đêm bóng dáng y bỗng nhiên hơi nhúc nhích là ta đánh thức nàng sao y thấp giọng hỏi khương hàm nguyên người thấy một mùi rượu nhàn nhạt, nhạt cô còn chưa đáp lại chỉ nhìn y y lại lặng yên chốc lát bóng hình lại khẽ động sáng mai nàng phải đi rồi có chuyện này ta muốn cho nàng biết cô vẫn chưa trả lời lần trước ở vương phủ nàng có hỏi ta nàng còn có ấn tượng chứ y tự tiếp tục nói lần ấy ta chưa nghĩ rõ ràng ta trả lời không được giờ ta đã biết không biết nàng còn tình nguyện nghe ta trả lời chăng y bỗng nói nhanh hơn cứ như không muốn chừa cho cô một cơ hội xen vào hôm đó ta mạo hiểm đi tìm nàng cứu nàng không chỉ bởi vì nàng là con của khương tổ vọng là Khương Hàm Nguyên. Ta đi tìm nàng, cứu nàng, bởi nàng cũng là vương phi của ta, là người vợ mà ta lấy về. Con gái Khương Tổ Vọng hay vương phi của ta, đều là cùng một người. Đêm đó nàng còn hỏi ta, phải chăng có chút tâm ý nào với nàng? Gạch nối dài, gạch nối dài. Y ngừng đoạn, chăm chú nhìn cô đứng trong cửa nãy giờ vẫn chưa thốt một lời. Phải, ta nghĩ trong lòng ta, đã có nàng. Y nói xong câu cuối cùng, lại quay về lạm im một làn gió mát lướt qua đình viện bóng cây trao đảo ánh trăng như bạc nấu chảy theo gió trắng cả một mảnh sân đình đáy mắt y như có ánh sáng chảy xuôi nhảy múa y nhìn cô như đang chờ gì đó chốc lát mãi không thấy cô có phản ứng từ từ bóng y bỗng nhúc nhích khi mở miệng lần nữa giọng đã ngột ngạt hàm hồ thôi bỏ đi đêm nay ta có uống tí rượu mới nghĩ sáng mai nàng phải đi rồi bèn tìm tới nói với nàng một tiếng y dừng đoạn như chợt nhớ tới chuyện gì, giọng điệu trở nên nhẹ nhõm theo. Thực có lỗi, đêm nay phản kính uống say quá, về không tiện, đành ở lại bên kia. Nhưng nàng yên tâm, chủ nhà là chỗ quen biết cũ, sẽ chăm sóc tốt cho ông ấy, sáng mai hẳn là ông sẽ tỉnh, không đến mức ảnh hưởng chuyện nàng xuất hành. Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta không phiền nàng nữa, về rồi, bảo trọng hơn nhé. Y xoa chán mình, thả tay xuống xong, bản thân như đánh trống lảng cười nhẹ với cô rồi lập tức lùi một bước quay người, định cất bước rời đi. Dừng lại. Sau lưng bỗng có một giọng phụ nữ khẽ quát. Tim thúc thần huy nhói lên, lập tức dừng bước, chậm rãi quay đầu lại. Cô vẫn đứng trong bóng đêm sau cánh cửa, hình dáng mơ hồ, một đôi tròng mắt như ngậm lấy ánh trăng phản chiếu. Nghe cô nhẹ nhàng hư một tiếng. Ngày nửa đêm tìm tới, thật sự không còn gì khác muốn nói. Thúc thần huy khẽ giật mình, bỗng cảm thấy sóng tình trong lồng ngực cuồn cuộn cũng cách nào ngăn chặn. Y tự mình đưa đi du ngoạn, lại gọi kiều nương xinh đẹp biết hát khúc nhất tiền đường, giữ vị khách không mời mà đến ngoài dự kiến kia ở một nơi khác. Quay về rồi, một mình bồi hồi bên hồ đen thẩm thật lâu. Rốt cuộc, y tọa nguyện đã kéo nàng ấy ra ngoài, nói với nàng nhiều thế. lẽ nào thật sự chỉ vì một câu bảo trọng cuối cùng mà y vô cùng phong độ vừa chốt sao? Không phải. tận đáy lòng y đã lăn qua trở về đã không biết bao nhiêu lần bị sóng tình trong lồng ngực đầy dâng lên, vọt thẳng đến cổ họng y. Y đắm đuối nhìn cô, bằng một giọng trầm thấp đã trở nên khàn khàn, từng chữ từng câu mà nói. Nguyên, ta không muốn nàng đi ngày mai, ta muốn nàng ở lại, ở bên ta mấy hôm. Khương Hàm Nguyên dẫm một cước lên cánh cửa, như một con mèo, bỗng nhiên nhào tới y, hai tay ôm cổ y. Lại tựa như cực kỳ hận y, há miệng hung bạo cắn miệng y. Thúc thận huy cảm thấy môi bị cô cắn đến đau đớn, như muốn rách ra đổ máu, nhưng sau khi phản ứng lại, y lại bị sự trừng phạt từ sang cô kích thích đến nổi da gà khắp người. Trong lòng y một cơn vui sướng điên cuồng bành trướng tuôn ra, người kích động đến phát run. Y đứng trong ánh trăng như nước, nhịn đau, không nhúc nhích, mặc cô ôm lấy mình gặm cắm, hưởng thụ trừng phạt tàn nhẫn nhất cũng quý giá nhất đời mà nàng ấy dành cho mình. Một lát sau, khi cảm giác được sức lực cô nhẹ đi, thở dốc, y bắt đầu cuộc trả thù y đẩy cô dán lên khung cửa, ấn lên cô, cúi đầu hung tợn hôn lên miệng cô. Nàng ấy chẳng hề biết gì, xong lại khiến y ăn nỗi đau đớn lớn nhất từ chính mình. Y bị nàng dày vò đến mất sạch uy phong, mất sạch tôn nghiêm, vui giận không chừng, thay đổi thất thường, ban ngày không có tâm trí làm việc, ban đêm không thể ngủ ngon. Thế mà nàng ấy thì cứ như chả có việc gì, nếu không phải đêm nay y chịu thua, tìm nàng ấy mong điều tốt đẹp, may mắn khiến nàng ấy động lòng, thì có lẽ nào sáng mai, nàng ấy thật sự muốn bỏ y quay về nhạn môn, từ đây nàng và y biến thành người xa lạ. Nàng ấy sẽ vậy đấy, nàng ấy là nữ tướng tiết huyết vô tình, giết người còn nhiều hơn cả y. Nàng ấy là người tim lạnh lòng lạnh thật mà, trong lòng y bỗng một luồng cảm giác yêu hận đan sen mãnh liệt. Y quấn mút lấy nàng, không khỏi hận mà cắn chiếc lưỡi mềm của nàng. Y nghe được tiếng ươm ươm vì đau mơ mơ màng màng từ miệng nàng ấy, bắt đầu dãy gụa như muốn tránh khỏi y. Sao y có thể để nàng ấy toại nguyện chứ? Y ôm gọn lấy người bị mình đè lên cửa mà hôn kia, bước vào, nhấc chân đá khép cửa. Đêm nay y phải giữ cô lại cho thật khéo, để cô quên đi nhãn môn, quên đi thân phận nữ tướng quân của mình. Đại ngụy gì, triều đình gì, ở phía y, cũng tạm thời dẹp hết sang một bên. Y chỉ muốn giữ nàng lại, bảo nàng vĩnh viễn cũng không được rời y. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn